trình học thì sẽ có bạn Trang sẽ trình bày bệnh án, sau đấy thì có vấn đề gì thì sẽ trao đổi với bác sĩ Quỳnh ạ. Vâng, xin mời cô có thể bắt đầu được rồi ạ. Thế cảm ơn cung học. Mình đến sự phân công thì tôi sẽ tiến hành bình bệnh án viêm khớp dạng thấp các bạn làm. Trước tiên mời bạn nào làm bệnh án trình bày bệnh án. Em là Trần Thị Huyền Trang, nhóm K4, nhóm 1 K4 năm 2023. Em sẽ trình bày bệnh án bệnh nhân viêm khớp dạng thấp ạ. Rồi mời em. Ở phần hành chính, họ và tên Lê Thị Cúc, tuổi 56, giới tính nữ, dân tộc Kinh, nghề nghiệp là lao động tự do, địa chỉ Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 12 tháng 10 năm 2024, ngày làm bệnh án là ngày 19 tháng 10 năm 2024 ạ. Phần y học hiện đại thì lý do vào viện là xương khớp cổ tay, cổ chân hai bên. Bệnh sử, cách đây 7 tháng bệnh nhân xuất hiện sưng đau khớp đốt ngón giữa, ngón ba bên trái, sau đó sưng đau bằng ngón tay, khớp khuỷu, khớp cổ tay hai bên, khớp bàn ngón chân gần hai bên, tay trái. Bệnh nhân đã khám và được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, đã điều trị hai đợt thuốc. Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh có đỡ, sau đó bệnh nhân tự mua thuốc đông y uống tại nhà 2 tháng. Cách ngày vào viện nửa tháng, bệnh nhân sưng, nóng, đau, các khớp tăng lên, bao gồm khớp khuỷu, khớp cổ tay, khớp gối, khớp cổ chân hai bên, khớp vai hai bên. Đau hạn chế vận động các khớp đau, khớp trên, đau nhiều về đêm, đi lại cử động khó khăn, kèm theo cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ, các khớp không biến dạng, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ, 37,4 độ, ăn ngủ kém, vào viện khám và điều trị. Hiện tại sau 1 tuần điều trị bằng thuốc y học hiện đại, kết hợp với châm cứu, đắp thuốc, thuốc sắc, bệnh nhân đỡ đau các khớp, còn cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ, các khớp không nóng, đỏ, bệnh nhân ngủ ít, không đau bụng, lại tiểu tiện bình thường. Về phần tiền sử, bản thân bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cách đây 7 tháng, đã điều trị tại viện và tự điều trị tại nhà, chưa phát hiện bệnh lý nội ngoại khoa trước đây, chưa phát hiện tiền sử dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn. Gia đình thì chưa phát hiện bệnh lý liên quan. Phần khám bệnh, toàn thân bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, BMI 19, da niêm mạc bình thường, không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sưng đau, mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 36,5, nhịp thở 18, 19 lần, huyết áp 120 trên 80 mmHg. Khám bộ phận cơ xương khớp. Lúc vào viện khám thì các khớp không biến dạng, các ngón tay khác bình thường, khớp bàn chân không biến dạng, khớp cổ tay, cổ chân hai bên có sưng, nóng, đau, hạn chế vận động, khớp khuỷu tay, khớp đau hai bên nhưng không sưng, vẫn có điểm đau tại móng khuỷu, hạn chế vận động gấp duỗi, khớp gối hai bên có sưng, nóng, đau, hạn chế vận động, bập bềnh xương bánh chè âm tính, khớp vai hai bên đau không nhưng không sưng, hạn chế vận động. Hiện tại khám sau 7 ngày điều trị còn sưng, đau các khớp khuỷu tay, bàn ngón tay, cổ tay, khớp gối, cổ chân, bàn ngón chân hai bên, hạn chế vận động cổ tay hai bên, hạn chế động tác gấp duỗi, hạn chế vận động khớp bàn ngón hai bên, động tác gấp duỗi, dấu hiệu cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ, không lệch trục chi, không biến dạng khớp, không có hạch dưới da, không có teo cơ, phản xạ vân cơ bình thường. Ở tuần hoàn thì mọi tim đập tăng lên sườn 5 điều giữa bàn trái, tim Làm bình nhịp thường. đều. Trình bày cái nào bất thường đấy mà, còn cái nào bình thường không thể bỏ. Tuần hoàn hô hấp thì không có dấu hiệu bất thường, các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện bất thường ạ. Cận lâm sàng đã có thì bạch cầu 9,3, CRP 87,8, X-quang tim phổi, sơ mổ bụng bình thường. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nữ 56 tuổi, tiền sử viêm khớp dạng thấp 7 tháng, vào viện vì lý do sưng đau khớp cổ tay, cổ chân hai bên. Đợt này bệnh diễn biến nửa tháng, qua thăm khám và hỏi bệnh phát hiện các triệu chứng, hội chứng sau: sưng đau nhiều khớp, khớp vai, khớp khuỷu tay, cổ tay, bàn tay, gối, cổ chân, bàn chân, ít nóng đỏ, đau tăng về đêm, hạn chế vận động, đau có tính chất đối xứng hai bên, các khớp không biến dạng, khớp cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ.
chẩn đoán sơ bộ là viêm khớp dạng thấp được tiến triển. Về cận lâm sàng thì sau 7 ngày điều trị thì yêu cầu thêm công thức máu, sinh hóa máu, CRP, các xét nghiệm miễn dịch, chẩn đoán hình ảnh cần chụp thêm X quang khớp cổ tay, bàn tay, khớp gối hai bên, chẩn đoán xác định là viêm khớp dạng thấp được tiến triển. Về điều trị theo y học hiện đại thì hướng điều trị là giảm đau, chống viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm chậm tiến triển của bệnh và duy trì chức năng các khớp còn biến dạng. Điều trị cụ thể theo đơn thuốc như này. Rồi các bạn khác nắm được bệnh án xem. Bệnh án này là Trang làm một mình hay có làm cùng một nhóm các bạn không em? À, bên em làm cả nhóm ạ, nhóm có 7 người ạ. Này bây giờ trong nhóm, hỏi nhóm trước, một là bệnh nhân này em đang chẩn đoán sơ bộ là viêm khớp dạng thấp được tiến triển. Vậy cô muốn hỏi lại, một là chẩn đoán xác định viêm khớp dạng thấp đã có đủ tiêu chuẩn chưa? Thứ hai là tại sao em chẩn đoán viêm khớp dạng thấp được tiến triển? Nhóm của Trang trả lời được luôn không em? Là em thưa chị là em là Thu Ngân ở cùng nhóm làm bệnh án với chị Trang. Em xin phép trả lời là bệnh nhân này theo nhóm em làm là đã có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Như ở trong tóm tắt bệnh án thì bệnh nhân có các triệu chứng như là sưng đau nhiều khớp, có tính chất đối xứng, cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ, và các chẩn đoán cận lâm sàng như là CRP, yếu tố huyết thanh dạng thấp dương tính và VSF tăng. Chấm điểm trên thang điểm VAS thì 6 điểm lên bọn em chuẩn đoán bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Chẩn đoán viêm khớp dạng thấp em theo tiêu chuẩn nào? Bọn em dựa trên cả tiêu chuẩn thang điểm ARA 1987 có 7 tiêu chuẩn, với lại cả tiêu chuẩn bảng ACR 2010. Cái ACR 1987 của em, bệnh nhân này được bao nhiêu điểm? Em thưa chị, ACR 1987 thì bọn em dựa theo 7 tiêu chí, thì bệnh nhân này có 4 trên 7 tiêu chí nên bọn em chuẩn là xác định. Còn về Làm những em nhận để mình trong quá trình bệnh án ấy, mình sẽ ôn lại luôn phần tiêu chuẩn chẩn đoán trong vâng. 7 tiêu chuẩn của chẩn đoán, cái tiêu chuẩn chẩn đoán ACR 1987 đúng không ạ? Cho viêm khớp dạng thấp thì bệnh nhân này có 4 tiêu chuẩn theo nhóm xác định, thì bốn Vâng. tiêu chuẩn gì nhỉ? Em thưa chị là 4 tiêu chuẩn là bệnh nhân có cứng khớp vào buổi sáng kéo dài trên 1 giờ, có các biểu hiện viêm khớp tại nhiều khớp và có diễn biến trên 6 tuần. Tiếp theo là bệnh nhân có viêm khớp ở các khớp bàn tay, có viêm khớp có tính chất đối xứng và xét nghiệm có yếu tố dạng thấp RF dương tính. Yếu tố dạng thấp huyết thanh của bệnh nhân lần này RF mà nhóm trình bày trong bệnh án là bệnh nhân làm từ bao giờ ấy? Làm của đợt trước chẩn đoán lần đầu tiên hay của đợt này vào viện? Bạn Trang nhỉ? Trang vẫn share tiếp màn hình nhé, để mọi người theo dõi được luôn cái phần bệnh án. Em thưa chị là cái xét nghiệm RF này của bệnh nhân làm là em lấy kết quả của đợt trước ạ. Các bạn thấy là chẩn đoán xác định viêm khớp dạng thấp. Nào, các bạn khác có ý kiến gì không ạ? Vì nếu chiều theo cái ACR 1987, thực ra bệnh nhân này nếu mà tính kỹ hơn thì có thể là sẽ còn 5 trên 7 điểm cơ. Thì một là cái thời gian cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ, đúng không ạ? Hai là tính chất đối xứng. Ba là có ít nhất 3 trong số 14 khớp mà có tổn thương viêm màng hóa dịch của viêm khớp dạng thấp, thì bệnh nhân này có gì ạ?
Có khớp cổ tay, khớp khuỷu, khớp gối, khớp cổ chân. Đúng không ạ? Tối thiểu tôi có như thế là quá 3 trên 14 khớp và thời gian diễn biến của bệnh nhân là 7 tháng. Có nghĩa là tôi thuộc tiêu chuẩn thứ 3 rồi. Tiêu chuẩn thứ 4 là trong số các cái khớp mà bệnh nhân bị sưng nóng đỏ đợt phủ viêm ấy, thì bệnh nhân có một trong ba cái vị trí đặc hiệu của viêm khớp dạng thấp. Một là khớp bàn ngón, đúng không ạ? Hai là khớp liên đốt ngón gần, ba là khớp cổ tay, thì bệnh nhân này đều có, đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ có thêm một một cái yếu tố liên quan đến cả vị trí khớp mà của khớp nhỏ của chi trên ấy. Là bệnh nhân này phải được 5 trên 7 tiêu chí. Tiếp nữa, nếu mà chẩn đoán theo ACR 1987, xin lỗi, ACR là 2010, thì bệnh nhân này được bao nhiêu điểm em? Thì về cái tóm tắt bệnh án ấy. Thứ hai là trên bệnh nhân này, đúng không ạ? Bạn vừa nói là nhóm sử dụng hai tiêu chí để chẩn đoán bệnh nhân. Thì khi mà ACR 1987 của bệnh nhân, đúng không ạ, đã được 5 trên 7 điểm. Thế thì liệu có cần phải chẩn đoán lại bằng ACR EULA 2010 không anh? CRP và máu lắng ở trong cái tóm tắt bệnh án này là em lấy kết quả xét nghiệm từ được bao giờ nhỉ? Nhóm làm bệnh án các bạn nào trả lời không em? Em thưa chị là về cái máu lắng là bọn em lấy kết quả còn đợt này, còn của cái yếu tố dạng thấp huyết thanh thì là lấy của đợt trước, và đợt này thì chưa chưa có kết quả, chưa làm kết quả đợt này ạ. CRP cũng của đợt này hay đợt trước em? CRP cũng là của đợt này ạ. Thế nếu chấm điểm theo ACR là 2010, bệnh nhân được bao nhiêu điểm? Thì bệnh án và sử dụng Hành bạn, thế nên trong bệnh án ấy, khi các bạn trình bày thi bao giờ có thể cô hỏi thì em sử dụng tiêu chí nào? Đó, và tiêu chí đấy em chấm bệnh nhân được bao nhiêu điểm và có đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm khớp dạng thấp hay không? Và khi ACR 1987 đã ra 5 trên 7 điểm rồi, đúng không ạ? 5 trên 7 yếu tố, thì có cần đánh giá lại bằng ACR EULA 2010 nữa hay không?
Theo ý kiến của cá nhân em thì em nghĩ là nếu mà đã có bệnh nhân đã có tiêu chuẩn là 5 trên 7 thì có thể không cần đánh giá lại bằng tiêu chuẩn năm 2010, và bọn em ở đây thêm vào tiêu chuẩn 2010 thì cũng để mọi người cùng tham khảo với lại đối chiếu các tiêu chí ạ. Thế bệnh nhân này của em ACR là 2010 được bao nhiêu điểm anh? Em thưa cô, em thưa cô là theo bệnh nhân này thì Chín điểm, là chín điểm. tiêu chuẩn ACR 2010 thì bệnh nhân này có 10 điểm, tức là số lượng khớp bị viêm là lớn hơn 10 khớp là 5 điểm, với lại huyết thanh yếu tố dạng thấp dương tính mạnh lớn hơn 3 lần bình thường là được 3 điểm, với lại CRB tăng là được 1 điểm, với lại thời gian hiện diện triệu chứng lớn hơn 6 tuần được 1 điểm nữa là 10 điểm ạ. Tức là điểm tối đa của ACR là 2010 luôn đúng không em? Vâng ạ. Vậy thì trên lâm sàng thì lúc nào tôi sử dụng cái thang ACR 1987, lúc nào tôi dùng đến cái thang ACR là 10 2010, hay là lúc nào tôi cũng cần dùng cả hai để đánh giá xem liệu tôi có bỏ sót trường hợp nào viêm khớp dạng thấp không? Đã, rõ ràng một bên đúng không ạ? Tôi chỉ cần từ 4 trên 7 yếu tố trở lên là tôi chẩn đoán được xác định bệnh nhân này được 5. Các bạn rất khẳng định được chẩn đoán xác định luôn. Thế mà bên ACR là 2010 tôi đánh giá được tận cả 10 trên 10 điểm. Vậy trên lâm sàng lúc nào tôi dùng thang nào? Em thưa chị là em nghĩ là allow 2010 thì sẽ sử dụng trong trường hợp là diễn biến thời gian ở giai đoạn sớm nhỏ hơn 6 tuần là có thể sử dụng để đối chiếu các cái triệu chứng khác. Còn với cái 1987 thì diễn biến là mình sẽ dùng để chẩn đoán khi mà bệnh nhân đã có thời gian lớn hơn 6 tuần. Gì nữa không em? Và khi mà bệnh nhân có biểu hiện nhiều khớp, Nhiều khớp thì dùng cái nào? thì sẽ dùng cái chuẩn đoán 1987, còn ít khớp thì sẽ sử dụng Erlang 2010. Đúng không ạ? Thế nên là trên bệnh nhân tôi sẽ thấy đây, nếu trường hợp bệnh nhân khai là gì? Tôi mới đau có vài tuần nay, đúng không ạ? Tôi sẽ mất một cái tiêu chuẩn là gì? Lớn hơn bằng 6 tuần của cái ACR 1987 là tôi mất hẳn một điểm. Thế nên nếu trường hợp mà bệnh nhân đau sớm này, thời gian đến viện sớm từ kể từ thời điểm bệnh nhân khởi phát đau. Thứ hai là số lượng khớp sưng đau của bệnh nhân ít thì thường mình sẽ cố gắng chẩn đoán xem là liệu có bệnh phải viêm khớp dạng thấp mà giai đoạn sớm hay không. Thì lúc đấy tôi sử dụng ACR là 2010. Thế còn đối với trường hợp mà đau rất lâu rồi, đúng không ạ? Biến dạng khớp thậm chí là rõ, tính chất đối xứng rõ, cứng khớp buổi sáng rõ thì tôi sẽ dùng ACR 1987 luôn. Vì rõ ràng em thấy là nó ít cái chỉ số hơn, em chấm nhanh hơn. Đúng không ạ? Và thường là tôi học, bao giờ tôi cũng học ACR 1987 trước thì đa phần các bạn sẽ thuộc các yếu tố chẩn đoán theo ACR 1987 hơn là ACR là 2010. Nên là khi nào mà bệnh nhân đến sớm với tôi trước 6 tuần và số lượng khớp viêm mà ít đúng không ạ? Thì thường tôi sử dụng ACR là 2010 để chẩn đoán sớm. Còn nếu mà bệnh nhân đến quá cái thời gian mà 6 tuần, và đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân cứ vài tháng đến vài năm trở lên thì thường tôi dùng luôn ACR 1987. Được chưa ạ? Đấy là một vấn đề đầu tiên đúng không ạ? Là tôi khẳng định bệnh nhân này đúng là viêm khớp dạng thấp. Và cái thứ hai bây giờ là tại sao em chẩn đoán bệnh nhân này được tiến triển? Thì tại sao tôi chẩn đoán được tiến triển lại có vai trò trong điều trị lâm sàng? Và khi em chẩn đoán đợt tiến triển, em sẽ phải xác định là tại sao bệnh nhân này có đợt tiến triển, yếu tố nào làm khởi phát nên cái đợt tiến triển đấy. Vì thông thường bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà tuân thủ điều trị với mình thì thường ít khi có đợt tiến triển. Và đợt tiến triển đối diện với việc là tôi phải tăng loại liều corticoid,
để đánh liều tấn công cho đợt tiến triển. Các bạn, bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đợt tiến triển hay không và vì sao xuất hiện đợt tiến triển? Các bạn nào trả lời được không ạ? Em thưa chị, bọn em chuẩn đoán là bệnh nhân đợt tiến triển là vì bệnh nhân đã được chuẩn đoán viêm khớp dạng thấp cách đây là 7 tháng và đã được điều trị ổn định rồi. Sau đó thì bệnh nhân đợt này mới có các biểu hiện đau trở lại. Nên là bọn em chuẩn đoán là viêm khớp dạng thấp đợt tiến triển. Biết là bệnh nhân đau lại do nguyên nhân khác thì sao ấy? Bệnh nhân này có thể xuất hiện đồng thời cả cơn gút cấp không? Và bệnh nhân này mình nói là viêm khớp dạng thấp điều trị ổn định từ 7 tháng nay là không chính xác. Nếu điều trị ổn định thì không có đợt tiến triển. Thứ hai là riêng việc bệnh nhân điều trị bỏ điều trị cơ bản đi uống thuốc không rõ nguồn gốc thì cái đấy nó không xác định được bệnh ổn định hay không. Bệnh ổn định hay không xác định là gì? Một là các cái đợt tiến triển trên lâm sàng tôi không thấy. Và hoặc rất rất thưa, một năm cùng lắm mà bị một đợt chẳng hạn, ví dụ như thế, nhưng tôi biết được cái yếu tố khởi phát. Thứ hai là gì? Tôi xét nghiệm các cái chỉ số viêm của bệnh nhân ấy, nó ở mức bình thường. Thì lúc đó hy vọng tôi mới chẩn đoán được là bệnh nhân giai đoạn ổn định. Và tôi làm RF, anti-CCP, bệnh nhân có xu hướng giảm mà ổn định đi ngang, không tăng, không cao. Chứ còn bệnh nhân này tôi không có xét nghiệm, tôi không chẩn đoán được là bệnh nhân ổn định đâu em ạ. Nhất là bệnh nhân bỏ thuốc. Trong sách các bạn đọc ấy, thì sẽ có một cái phần liên quan đến chẩn đoán hoặc là tiêu chuẩn đánh giá được tiến triển viêm khớp dạng thấp. Thì thường người ta hay sử dụng cái đánh giá theo ELA dựa vào chỉ số Ritchie, chỉ dựa vào thời gian cứng khớp buổi sáng và tốc độ máu lắng. Nên tại sao là bệnh nhân vào viện vì đau khớp cấp trên nền một cái viêm khớp dạng thấp bao giờ cũng đánh cái chỉ số máu lắng là vì thế. Và nó liên quan đến cái việc là biểu hiện viêm. Thì các bạn nào nhớ chỉ số Ritchie không ạ?
Múa côn nhị khúc cũng cảm nhận được năng lượng à? Lắm. Không nghe ý kiến đúng không ạ? Nó sẽ có một số các cái chỉ số có thể giúp đánh giá được là xem có phải được tiến triển hay không. Thứ hai là mức độ hoạt động bệnh của bệnh nhân như thế nào. Nên cái việc mà bệnh nhân sau 7 tháng, bệnh nhân kêu là tôi ở nhà tôi tự điều trị bằng thuốc mà nó không xuất hiện đau lại, tự nhiên mấy ngày hôm nay mới xuất hiện đau, sưng nóng đỏ lại. Thì tôi phải đánh giá xem là trong suốt cái thời gian mà bệnh nhân ở nhà tự uống thuốc đấy, bệnh có tiến triển tiếp hay không. Viêm khớp dạng thấp hay là gút đều là các cái bệnh lý viêm mạn tính. Trong lúc chúng ta vẫn đang điều trị thì cái quá trình viêm ấy, khi mà chúng ta điều trị mà bệnh chưa ổn định thì quá trình viêm nó vẫn đang tiếp tục xảy ra mỗi ngày. Và quá trình viêm mạn tính ấy nó sẽ không dừng cho đến khi nào chúng ta kiểm soát được bệnh. Thế nên là bệnh nhân cứ mô tả là tôi không có đợt sưng đau chưa chắc đã là bệnh ổn định. Thì về các anh chị sẽ đọc thêm nhé. Một là tôi sẽ có một cái tiêu chuẩn đánh giá đợt tiến triển viêm khớp dạng thấp theo OLA thì dựa vào một là cái chỉ số Ritchie. Ritchie tôi sẽ đánh giá hoàn toàn dựa trên lâm sàng. Có nghĩa là tôi ấn vào các cái vị trí khớp của bệnh nhân, là các cái khớp mà có tổn thương của viêm khớp dạng thấp. Thì tôi xem là bệnh nhân có đau hay không, đau ít hay đau nhiều hay là đau rất nhiều đến nỗi bệnh nhân phải gạt tay mình ra hoặc rụt tay lại, rụt chân lại vì đau quá. Và tôi tính trên các tổng số các cái khớp của bệnh nhân đúng không ạ? Xem là mức độ đau như thế nào tôi tính cộng lại. Thứ hai là xem thời gian cứng khớp buổi sáng của bệnh nhân có kéo dài từ 45 phút trở lên hay không. Thứ ba là bệnh nhân có tốc độ máu loãng giờ đầu có từ 28 mm trở lên hay không. Và bên cạnh đó trên lâm sàng sẽ có ít nhất là 3 khớp sưng. Đấy, anh chị nhìn, anh chị khám thấy sưng. Đúng không ạ? Thì khi đấy tôi tính đánh giá là bệnh nhân có đợt tiến triển với khớp dạng thấp. Thế nên là trên lâm sàng bệnh nhân đã vào vì sưng nóng đỏ đau nhiều khớp ấy, thì cái tiêu chuẩn về Ritchie không bao giờ chúng ta thiếu cả. Thế nên các anh chị sẽ tại sao tôi sẽ đánh giá thêm là tôi chỉ định xét nghiệm tốc độ máu loãng để tôi xem là nó có vượt qua 28 mm hay không. Tôi đánh giá là một trong các tiêu chuẩn chẩn đoán đợt tiến triển. Thứ hai là thời gian cứng khớp buổi sáng của bệnh nhân là 30 phút, từ 45 phút trở lên là tôi chẩn đoán được. Đúng không ạ? Giai đoạn trước bệnh nhân điều trị theo đơn, đúng không ạ? Cứng khớp buổi sáng có khi chỉ 5-10 phút vì bệnh nó ổn định, khớp nó không cứng. Còn thời điểm này là các cái khớp nó sưng, nó cứng hơn, đúng không ạ? Thì nó xuất hiện từ 45 phút trở lên thì tôi tính là có giá trị chẩn đoán được tiến triển. Ở trên lâm sàng thì đôi khi ở cơ sở y tế của mình mà không làm tốc độ máu loãng thì đôi khi chúng tôi sẽ làm chỉ số CRP. Thì CRP tăng cao, đúng không ạ? Nó cũng sẽ là cái ủng hộ cho việc của tôi chẩn đoán được tiến triển với khớp dạng thấp. Một vấn đề nữa để hỏi nhóm làm bệnh án là tại sao bệnh nhân này bỏ thuốc, đi uống 2 tháng thuốc không rõ nguồn gốc. Và khi các anh chị ghi thuốc đông y trong bệnh án ấy, thì vô hình chung các anh chị sẽ áp mình vào là vì bệnh nhân uống thuốc đông y của các bác sĩ đông y nên bệnh nhân xuất hiện được tiến triển. Đúng không ạ? Nhóm làm bệnh án có khai thác được thông tin này không ạ? Tại sao bệnh nhân bỏ thuốc? Và cái thuốc mà bệnh nhân uống ấy, mình có khai thác được thành phần nó là gì không? Ngoài Trang, ngoài Ngân ra nhóm làm bệnh án còn 5 bạn nữa, gồm những bạn nào ạ? Yến có trong nhóm của các bạn làm bệnh án không anh? Nguyễn Thị Hải Yến. Dạ em có ạ. Ừ. Nhóm có khai thác được lý do tại sao bệnh nhân bỏ thuốc không anh? Bệnh nhân đã uống được 2 tháng thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp rồi đúng không ạ? Tại sao lại bỏ? Bệnh nhân dạ thưa cô là bệnh nhân uống 2 tháng thuốc ở 2 tháng thuốc rồi bệnh nhân thấy là bệnh ổn định rồi và cũng đỡ đau rồi nên là bệnh nhân nghỉ thuốc ạ. Và chuyển sang uống thuốc đông y thì em cũng không chưa khai thác được là cái thuốc đấy là gồm những vị thì em cũng chưa khai thác được. Em có hỏi được bệnh nhân là mua thuốc đông y đấy ở đâu không anh? Dạ không, bệnh nhân tự mua mà em cũng không em khai thác được cái đấy ạ. Em có đoán được là vì sao cô hỏi như thế? Tại sao phải hỏi kỹ xem bệnh nhân lấy thuốc ở đâu, mua ở đâu, thành phần gồm những gì? Nhưng Là mình bình bệnh án là mình phát biểu thoải mái đúng không ạ? Mình phải nghĩ ra được là tại sao tôi cần thông tin đó đúng không ạ? Thì lúc ấy tôi mới nhớ lúc hỏi bệnh tôi hỏi.
Viêm khớp dạng thấp đúng không ạ? Viêm khớp dạng thấp mà bệnh nhân này phát hiện là cái thời điểm cách đây 7 tháng nó còn chưa có biến dạng khớp, đến thời điểm này mà viện bệnh nhân cũng chưa có biến dạng khớp, nên một số bệnh nhân sẽ nghĩ rằng cái viêm khớp này là viêm khớp đơn giản thôi, nhưng mà uống thuốc là hết đúng không ạ? Thế cái đấy tôi sẽ phải quay lại hỏi từ thời điểm mà bác được chẩn đoán đầu tiên ấy, bác sĩ có dặn bác là thuốc này phải uống thuốc kéo dài suốt đời không? Cái đấy nó liên quan đến việc mà cái sự hiểu biết của bệnh nhân về về bệnh, cũng như là việc người ta có hiểu để mà tuân thủ thuốc kéo dài hay không. Vì rất nhiều bệnh nhân nghĩ là à, tôi khám 1 tháng xin viện đúng không ạ, bác sĩ hẹn tôi tái khám 1 tháng, thế là tôi lấy được 2 tháng thuốc và sau đấy tôi không điều trị nữa vì tôi nghĩ là khỏi rồi. Thế nếu mà tôi lúc chẩn đoán cho bệnh nhân tôi có giải thích một câu bệnh này là bệnh của bác mãn tính, hiện tại không có thuốc điều trị được dứt điểm và bác sẽ phải duy trì thuốc kéo dài cho đến khi nào chúng cháu điều chỉnh thuốc, không được tự ý bỏ thuốc, thì lúc đấy bệnh nhân mới quay lại đúng không ạ? Thế đấy là cái lý do tại sao mà tôi phải hỏi lại là tại sao bệnh nhân bỏ đúng không ạ? Bệnh nhân bỏ vì bệnh nhân bảo là tôi không được giải thích là bệnh này phải uống thuốc kéo dài. À thế đấy thì sẽ là cái mà thiếu sót của bác sĩ khám đầu tiên. Thứ hai là khi bệnh nhân sử dụng uống thuốc đông y, thường người ta sẽ, nếu người ta hết đau hoàn toàn thì thường người ta không uống thuốc tiếp đâu em ạ. Thế thường là ta sẽ liên quan đến việc là à uống thuốc tây y sẽ nghe người thân mách đúng không ạ? Người quen mách là uống thuốc tây y có nhiều tác dụng không mong muốn. Chưa kể là cái lần đợt chẩn đoán đầu tiên khả năng nó đã được tiến triển, bệnh nhân sẽ uống corticoid. Và người ngoài sẽ nói là à, cái thuốc này nhiều tác dụng phụ lắm, đừng có uống, uống thuốc đông y cho lành. Đúng không ạ? Thì theo em nếu trường hợp mà bệnh của bệnh nhân chưa được kiểm soát ổn định thì chỉ thuốc, bây giờ nói thẳng, chỉ thuốc đông y mà chuẩn chỉnh ở trong viện, chuẩn chỉnh ở các cái phòng khám uy tín thì liệu nó có kiểm soát được hoàn toàn viêm khớp dạng thấp không ạ? Có bằng chứng không ạ? Đấy là nó là chuẩn chỉnh lấy của bệnh viện hoặc lấy của các phòng khám uy tín đó, các bác sĩ rất là uy tín thì liệu có kiểm soát được hoàn toàn tình trạng viêm khớp dạng thấp không ạ? Đúng ạ, bạn suy nghĩ câu hỏi đó. Thứ hai bây giờ, nếu trường hợp em không khai thác được cái nơi bệnh nhân mua cái thuốc đông y đó, thì có cấm được rằng là bệnh nhân mua ở một cái cơ sở không uy tín và ngoài các thành phần của thảo dược, thì trong cái đó họ sẽ nghiền thêm thuốc giảm đau đó có thể là paracetamol, có thể là corticoid, thậm chí là những corticoid một thế hệ mà rất nhiều tác dụng phụ. Họ cấm được không ạ? Họ thậm chí nghiền diclofenac. Thì nếu bệnh nhân cứ duy trì cái thuốc đó uống một cái liều corticoid hoặc diclofenac paracetamol với cái lượng rất là lớn trong cái viên được gọi là cái viên thuốc đông y như thế thì có đỡ đau không ạ? Đỡ chứ ạ. Đỡ chắc chắn luôn. Nhưng có kiểm soát được cái tình trạng viêm do phản ứng miễn dịch của bệnh nhân không ạ? Thế là nhóm có bạn nào khác khai thác được yếu tố này trên bệnh nhân không ạ? Vậy thế nên cái này sẽ là một cái lưu ý khi em điều trị các bệnh nhân bệnh lý tự miễn. Bệnh lý tự miễn không khỏi. Cho đến bây giờ là chưa thấy ai khỏi cả. Thì trừ trường hợp là một số tình huống là nó khởi phát theo các cái đợt mà nó có cái yếu tố khởi phát. Ví dụ bệnh nhân có một thay đổi nội tiết gì đó. Bệnh nó chỉ rất là nhẹ nhàng. Và đôi khi nó sẽ tự kiểm soát mà bệnh nhân không cần phải sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch. Nhưng hầu hết, đại đa số đều là bệnh mà điều trị kéo dài suốt đời. Và bệnh nhân duy trì được tình trạng ổn định dựa vào việc là tôi điều trị cơ bản, điều trị các thuốc ức chế miễn dịch. Và viêm khớp dạng thấp cũng như thế, hiện tại bây giờ là không có bằng chứng để nói thuốc y học cổ truyền điều trị được dứt điểm viêm khớp dạng thấp. Và cũng chưa có bằng chứng thể hiện là nó kiểm soát được mức độ hoạt động của bệnh mà chỉ đơn thuần thuốc y học cổ truyền. Vậy thế nên tất cả các bệnh nhân ở thời điểm em bắt đầu chẩn đoán xác định bệnh nhân bác bị viêm khớp dạng thấp, đồng nghĩa với việc là giải thích là bệnh này của bác là hiện tại chưa có phương pháp điều trị triệt để, nhưng bọn cháu sẽ kiểm soát bệnh tốt cho bác để hạn chế tối đa các đợt tiến triển bằng cách sử dụng thuốc. Và thuốc này sẽ bao gồm các thuốc điều trị cơ bản của Tây y, bác không được bỏ. Bọn cháu sẽ điều chỉnh liều dựa vào việc đáp ứng của bác, đúng không ạ? Để phòng tránh hủy khớp và dính khớp. Thế còn thuốc đông y có vào được không ạ? Thuốc đông y có vai trò gì? Thuốc đông y có vai trò giúp bác giảm đau tốt hơn, không phụ thuộc vào corticoid của Tây y. Và giúp bác giải quyết các cái vấn đề tác dụng không mong muốn của thuốc tây y bác uống, ví dụ như meron tác dụng lên dạ dày của bác, thì bọn cháu chữa cái dạ dày cho bác đúng không ạ? Tiếp nữa là gì, chúng cháu nâng cao thể trạng cho bác lên, mục đích là gì, bác ít bị các cái bệnh đợt cấp hơn
khi mà thể trạng bác tốt đúng không ạ, sức chống chọi với các yếu tác nhân ngoại cảnh của bác tốt thì cái số lần xuất hiện các cái đợt tiến triển thường nó cũng sẽ ít đi. Đã, chứ còn ở đây thực ra bây giờ mình là bác sĩ y học cổ truyền nhưng mình phải biết được là hiện tại y học cổ truyền đến đâu. Và chúng tôi rất tin, thậm chí là có rất nhiều vị thuốc đã được chứng minh các cái tác dụng mà ức chế yếu tố viêm, ví dụ như TNF alpha, interleukin 6, interleukin 10, interleukin 1 beta. Nhưng vấn đề là từ một cái vị đơn lẻ đó tác dụng trên tế bào như thế, tác dụng trên động vật như thế. Nhưng bây giờ ra được cái viên thuốc mà nó thay cho ức chế miễn dịch thì sẽ còn một quãng đường rất dài. Đúng không ạ? Và mình sẽ đợi đến cái ngày đó, chứ còn hiện tại bây giờ là chưa đủ. Và em có một cái như này, bệnh nhân vào viện này, đợt này với em điều trị là methotrexate, chloroquine và meron. Nhưng nếu em không giáo dục cái về bệnh cho bệnh nhân thì một tháng sau bệnh nhân sẽ lại bỏ cái đơn này của em đi và đi uống thuốc không rõ nguồn gốc. Thế nên là bắt buộc tôi sẽ phải tìm hiểu xem là tại sao bệnh nhân bỏ. Nếu tôi biết được lý do bệnh nhân bỏ, tôi có thể giải thích cho bệnh nhân hiểu và lần sau bệnh nhân tiếp tục duy trì điều trị với tôi chứ không bỏ. Đúng ạ? Chứ còn nếu mà bệnh nhân bảo à đợt này vào đau quá thì vào các bác tiêm cho vài mũi giảm đau về đỡ đau thì mai ngày kia bệnh nhân lại bỏ. Đúng không ạ? Ở đây nó có một cái là vì các bạn làm bệnh án ở cái thời điểm sau một tuần nên bệnh nhân đã có một số các cái cận lâm sàng rồi. Tuy nhiên là các bạn có thể định hướng như thế này, nếu em làm bệnh án theo kiểu tư duy logic của lúc em khám bệnh nhân ấy, thì em cứ để toàn bộ phần khám lâm sàng rồi đến tóm tắt bệnh án rồi đến chẩn đoán sơ bộ. Chẩn đoán sơ bộ xong thì em sẽ có cái phần là đề nghị các cận lâm sàng cần thiết. Đề nghị cận lâm sàng cần thiết xong thì em sẽ có một cái là những cận lâm sàng nào em đã có kết quả thì em sẽ ghi toàn bộ những cái mà em đề xuất mà có kết quả rồi vào bệnh án. Các bạn chuyển lại về cái slide cận lâm sàng đi. Vì khi các bạn ghi như này là cũng không biết cái nào làm trước, cái nào làm sau. Cận lâm sàng đã có, đúng không ạ? Cận lâm sàng đã có này, một quy định trong bệnh án là em phải ghi đơn vị của các cái chỉ số. Và em ghi bạch cầu 9.9,3, không biết đơn vị là gì, N là gì ấy. Không có ký hiệu viết tắt của bạch cầu nào là N cả. Là gì em? Tại sao chỉ có những chỉ số này, bệnh nhân này còn làm được những chỉ số khác không em? Các bạn có cái ảnh xét nghiệm mà các bạn chụp trong bệnh án không ạ? Tại vì trên bệnh nhân này tôi cần quan tâm nhiều chỉ số hơn nữa chứ không phải chỉ mỗi bạch cầu. Bạch cầu các bạn đưa vào đây cộng với cái phần trăm đằng sau 80,2% nhằm mục đích gì? Bạn nào chuẩn bị slide em? Vâng, xin mời bác sĩ Trang của lớp K4 trả lời ạ. Hoặc là các bạn nhóm K4 hay 3 chuẩn bị bệnh án trả lời câu hỏi của cô giáo.
Nhóm làm bệnh án có chụp lại xét nghiệm của bệnh nhân không em? Dạ không, bọn em không chụp lại xét nghiệm ạ. Bọn em chỉ chép những chỉ số này thôi á, không còn chỉ số nào khác nữa. Dạ vâng, bọn em thấy những cái chỉ số nào thay đổi bất thường thì bọn em xếp vào. Không, AST-ALT này là bình thường em ạ, không phải bất thường. Các bạn bây giờ thấy Vâng. quay, em chuyển sang cái slide đề xuất cận lâm sàng. Thế tôi phải 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 đi từ cái chẩn đoán sơ bộ ấy, tôi xem tôi cần gì, tôi chỉ định các bạn. Vì tôi cần như thế, tôi muốn làm cái đài này để theo dõi cái đó, đúng không? Thì tôi mới biết tôi ghi những chỉ số nào vào bệnh án. Này, em yêu cầu công thức máu trên bệnh nhân này để làm gì nhỉ? Ngoài Yến, ngoài Trang, ngoài Ngân ra còn bạn nào trong nhóm nữa không nhỉ? Alo, xin phép cô giáo một chút ạ. Mình yêu cầu tất cả các bạn trong nhóm làm bệnh án cũng như cả lớp tham gia lớp học và trả lời câu hỏi của cô giáo ạ. Rất nhiều câu hỏi các cô giáo hỏi và các bạn đều không trả lời và không bật mic ạ. Thế thì buổi học hôm nay nó sẽ không đạt được hiệu quả và sẽ không được tính là có tham gia đâu ạ. Mình cũng đã vừa gọi phản ánh lại với lớp trưởng của lớp K4 rồi đấy ạ. Các bạn làm bệnh án là một, hai là tất cả các bạn tham gia trong lớp thì tham gia buổi học, chứ còn bây giờ các mọi người tắt cả mic, tắt cả cam. Mình yêu cầu tất cả các bạn bật cam lên ạ. Cam mic đều không bật thì buổi học nó sẽ không có hiệu quả đâu ạ. Vâng ạ. Nếu mà vậy như thế thì lần sau mình sẽ không học Zoom quay lại nữa đâu ạ. Vì nếu học Zoom thế này nó cũng không giải quyết được vấn đề và mất thời gian của giảng viên ạ. Vâng. Đề nghị các lớp sau bây giờ sẽ quay trở lại học nghiêm túc ạ. Chào các bạn. Các bạn tham gia học thì trả lời câu hỏi của giảng viên nhé. Vâng. Xin lỗi cô một chút ạ. Cảm ơn cô Ngọc. À, rồi bạn bạn Thủy của K4 có trả lời thêm làm công thức máu để xem bệnh nhân có bị thiếu máu do tác dụng của thuốc điều trị không ạ? Theo em trong các thuốc điều trị viêm cơ sợi thấp thì thiếu thuốc nào sẽ gây thiếu máu? Các bạn, như vậy tôi quay lại là bệnh nhân có đang duy trì thuốc đó hay không? Đã, các bạn nếu mà trường hợp mà ngại phát biểu đúng không ạ, em hoàn toàn có thể ghi vào cửa sổ chat được ạ. Còn bình thường học trên hội trường là cô sẽ đưa mic đến tận nơi. À, mời các bạn phát biểu. À, theo Thủy, thuốc điều trị nào trên bệnh nhân viêm cơ sợi thấp có thể gây thiếu máu làm cho tôi phải kiểm tra công thức máu ạ? Và nếu mà thiếu đến mức độ nào thì tôi phải thay đổi thuốc cho bệnh nhân? Dạ em thưa cô là một số thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp có thể gây thiếu máu như là methotrexate này, thuốc chống sốt rét tổng hợp ạ. Ừ. Em xin hết ạ. Ừ, rồi cảm ơn em. Thế ngoài ngoài ra trong công thức máu nó còn cho tôi thêm thông tin gì nữa không ạ? Dạ, cho xét nghiệm công thức máu tôi sẽ thấy là gì? Có số lượng bạch cầu cũng như là 5 loại bạch cầu thành phần. Tôi có tổng số lượng hồng cầu này, nồng độ hemoglobin này, hematocrit này, và các chỉ số đánh giá xem hồng cầu to hay hồng cầu nhỏ, đúng không? Nồng độ hemoglobin trung bình hồng cầu là cao hay thấp hay là bình thường. Tôi còn có các cái chỉ số về tiểu cầu, cho nên tôi quan tâm nhất là tổng số lượng tiểu cầu. Được không ạ? Thế trong cái công thức máu như thế, ở đây có một tình trạng như bạn Thủy phát biểu là em xem bệnh nhân có thiếu máu hay không. Thì thiếu máu cho viêm khớp dạng thấp một mặt là có thể liên quan đến do sử dụng thuốc. Đúng không ạ? Ví dụ như các cái thuốc chế miễn dịch, các cái thuốc chống sốt rét tổng hợp đều có thể gây cái thiếu máu đấy. Và chính vì thế nên nguyên tắc khi mà tôi khởi trị thuốc chế miễn dịch cho bệnh nhân ấy, nó có một cái là gì? Trước khi điều trị thuốc tôi phải kiểm tra công thức máu của bệnh nhân. Sau khi điều trị từ 2 đến 4 tuần tôi phải đánh giá lại xem là có phải methotrexate gây suy tủy xương của bệnh nhân làm cho bệnh nhân thiếu máu hay không. Và nếu trường hợp mà các cái chỉ số nó giảm một cách rõ rệt thì tôi có chỉ định dừng methotrexate lại. Chứ còn không phải sử dụng mãi bệnh nhân suy tủy là bệnh nhân sẽ rơi vào cái tình trạng rất là nặng nề. Thứ hai là gì? Bản thân viêm khớp dạng thấp là một tình trạng viêm mạn tính, thì mạn chỉ riêng viêm mạn tính ấy thôi nó cũng đã có thể gây thiếu máu rồi.
Thứ ba là đợt tiến triển của các bệnh lý tự miễn nói chung ấy, thì rất hay gây giảm các dòng của tế bào máu, trong đấy có hồng cầu. Đúng không? Thế nên nếu trường hợp mà tôi nghi ngờ bệnh nhân này đợt tiến triển, tôi, bao giờ tôi cũng làm và tôi đánh giá xem là bệnh nhân có thiếu máu hay không. Và có thiếu máu không nó còn liên quan đến việc là trong điều trị với methotrexate chính xác thì bao giờ em cũng có động thái em bù lại axit folic cho bệnh nhân. Đúng không ạ? Và tôi xem là cái lượng bù của tôi có phải thay đổi hay không. Nhìn gì nữa ạ? Trong phương thức máu tôi kiểm tra cái chỉ số nào nữa ạ? Bệnh nhân này vào vì sưng nóng, đau các khớp. Đó, đây chắc là lý do để các bạn nhóm làm bệnh án các bạn chỉ ghi tổng số lượng bạch cầu và phần trăm bạch cầu đa nhân trung tính. Tuy nhiên nếu phần trăm bạch cầu đa nhân trung tính nếu em muốn viết tắt ấy, thì em viết là NEU chứ không có chữ N không đâu ạ. NEU là thay cho chữ neutral hoặc neutrophil có nghĩa là bạch cầu hạt đa nhân trung tính. Tại sao tôi phải ghi cái chỉ số này? Em muốn phân biệt về cái gì mà em ghi cái số lượng phần trăm hoặc là số lượng bạch cầu đa nhân trung tính? Có tình huống nào cũng sẽ gây là viêm khớp kèm với sưng kèm với đau không ạ? À, Thưa em thưa cô cô là em thưa cô là trong trường hợp nào gút thì cũng có thể là sưng đau và bạch cầu cũng có thể tăng lên đấy ạ. đúng rồi, trong cơn gút cấp đúng không ạ? Có tình huống nào nữa không em? Viêm khớp nhiễm khuẩn cũng có thể là sưng đau tại khớp và bạch cầu cũng tăng ạ. Đúng rồi ạ. Thế thì tôi sẽ có một cái này trong trường hợp viêm khớp dạng thấp ý, thông thường là nó sẽ không tăng bạch cầu đa nhân trung tính đâu. Nó sẽ hơi khác một chút với cơn gút cấp. Trong cơn gút cấp thì hay có cái phản ứng là tăng bạch cầu đa nhân trung tính dẫn đến tăng tổng số lượng bạch cầu. Còn trong viêm khớp nhiễm khuẩn rõ ràng là gì? Tôi sẽ khai thác hoàn cảnh xuất hiện của bệnh nhân sẽ có một cái yếu tố đường vào. Nhưng có thể đau quá, đi tiêm ở một chỗ nào đó, đúng không ạ? Và cái này sẽ bao gồm luôn cả đi châm tại ổ khớp ở những cái cơ sở mà không đảm bảo yếu tố vô khuẩn trên nền của bệnh nhân có bệnh lý nền, ví dụ như đái tháo đường chưa kiểm soát đường huyết hoặc bệnh nhân có sử dụng corticoid một cách bừa bãi sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thì cái đó thông thường chúng ta sẽ khai thác được là hoàn cảnh mà có đường vào, thứ hai là gì, tổng số lượng bạch cầu đa nhân trung tính sẽ tăng lên liên quan đến cái mà tôi gợi ý xem có phải nhiễm khuẩn hay không. Đúng rồi ạ. Thế còn số lượng tiểu cầu mình có cần phải quan tâm không ạ? Trong viêm khớp dạng thấp thì thường số lượng tiểu cầu nó không có thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên đối với một số trường hợp em chẩn đoán lần đầu tiên ấy, cái viêm khớp mà nhỏ nhỡ ở chi trên chi dưới thì không phải chỉ gặp trong viêm khớp dạng thấp mà trong các bệnh lý tự miễn ví dụ như là lupus ban đỏ hệ thống đúng không ạ? Hoặc xơ cứng bì đôi khi nó cũng xuất hiện biểu hiện viêm đối xứng các cái khớp tương tự như viêm khớp dạng thấp. Thì trong những cái đợt tiến triển của các bệnh lý tự miễn khác ví dụ như lupus ban đỏ xơ cứng bì thì có thể là sẽ có giảm các dòng tế bào máu trong đấy có tiểu cầu. Thế còn trong viêm khớp dạng thấp thì thông thường mình không hay gặp lắm thôi. Đấy chứ ạ? Đấy là lý do tại sao tôi làm công thức máu. Nên là trong công thức máu ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp thì tối thiểu trong bệnh án em sẽ phải ghi được tổng số lượng bạch cầu, tỷ lệ phần trăm bạch cầu đa nhân trung tính, thứ hai là tổng số lượng hồng cầu, nồng độ hemoglobin trong máu và thứ ba là tổng số lượng tiểu cầu. Thế còn nếu trường hợp mà bệnh nhân của em có thiếu máu, bạn trên lâm sàng em thấy da xanh lên mặt nhợt, mặt nhanh, sau xét nghiệm cận lâm sàng của em thấy có hemoglobin giảm hoặc tổng số lượng hồng cầu giảm thì khi đấy bắt buộc phải ghi thêm các cái chỉ số liên quan đến MCH đúng không ạ? MCV và MCHC. Tôi xem bệnh nhân này thiếu máu kiểu gì. Đúng không ạ? Và kiểu gì thì xem là tôi có phải điều trị không và điều trị như thế nào. Tiếp nữa ở đây sinh hóa máu các bạn làm đường máu này ure, creatinine, AST, ALT, cortisol máu và albumin. Vì sao nhóm đề xuất làm cortisol máu ạ em? Và có suy dân máu hay lúc lấy máu ấy, tôi cần phải lưu ý gì để các chị điều dưỡng lấy máu không ạ?
Một là các bạn bật mic trả lời luôn, hai là các bạn nhắn vào cửa sổ chat. Đúng không ạ? Cho nó nhanh chứ không có vì bạn không trả lời thì cô không biết là bạn đắm được chỗ này chưa. Đúng không ạ? Bình mạch án với khớp dạng thấp xong, đúng không ạ? Cô Quỳnh bình án xong mà hỏi ví dụ đi buồng các bác sĩ hỏi vẫn chả biết chẳng hạn. Thì lại có vấn đề đúng không ạ? Buổi học bình mạch án nó không có hiệu quả. Có thể bệnh nhân dùng thuốc không rõ nguồn gốc có chuyện corticoid đúng không ạ? Đúng không ạ? Vì tôi không biết là 2 cái tháng vừa rồi bệnh nhân sử dụng thuốc là thuốc gì. Bệnh nhân không nói lấy ở đâu, thành phần là gì bệnh nhân chắc chắn không biết đúng không ạ? Thì nếu sử dụng thuốc có trộn corticoid đấy thì nó có thể làm gì, anh hình dung như ngoại mình hình dung như thế này, ngày nào tôi cũng cho tiền thì nó sẽ không đi làm nữa đúng không ạ, ngày nào tôi cung cấp corticoid từ bên ngoài vào thì cơ thể nó không tiết nữa, dẫn đến cái suy tuyến thượng thận đúng không ạ? Cái suy tuyến thượng thận thông thường trên lâm sàng thì mình cũng có thể định hướng được một phần dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Em sẽ quan sát xem mà bộ mặt bệnh nhân có kiểu hình của cơ sinh hay không đúng không ạ, mặt tròn to giãn mạch đúng không ạ. Thứ hai là tôi xem có các teo cơ tứ chi không. Những bệnh nhân cơ sinh thường là gì, em thấy mặt to, bụng to, nhưng tay chân thì teo cơ tong teo. Các bạn tôi xem có không. Tôi xem bệnh nhân có các cái vị trí xuất huyết dưới da mà rất dễ xuất huyết, mặc dù chỉ va chạm nhẹ hoặc thậm chí chả va chạm gì nó cũng xuất huyết hay không. Tôi nhìn xem da bệnh nhân có mỏng không. Những trường hợp sử dụng corticoid kéo dài thường da bệnh nhân sẽ mỏng, rất nhiều các cái vị trí xuất huyết dưới da thành mảng, thành đám vân vân và mạch máu. Các bạn tôi nhìn thấy da nó mỏng, nhìn thấy rất nhiều các cái mạch máu dưới da. Và nếu làm xét nghiệm cortisol máu thì thường tôi lấy xét máu, lấy máu và gửi xét nghiệm đi vào lúc nào ấy? Đúng rồi, tôi lấy cái lúc và cái thời điểm là gì? Sinh lý, nhịp sinh lý của cơ thể là 8 giờ sáng, tuyến thượng thận nó sẽ tiết. Tôi sẽ lấy vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng có yêu cầu gì với các thuốc bệnh nhân sử dụng trước cái thời điểm tôi lấy cortisol máu không ạ? À, ngày qua bệnh nhân vẫn uống viên Meron 16, sáng nay xét nghiệm cortisol máu có hợp lý không ạ? Nam có ý kiến là ngừng thuốc ít nhất 16 giờ. 16 giờ có đủ không ạ? Thông thường trên lâm sàng mà tôi sẽ hay cho dừng là khoảng 3 ngày. Đã, tối thiểu là 3 ngày trước thời điểm lấy máu xét nghiệm cortisol máu. Và thời gian xét nghiệm thông thường mình lý tưởng nhất là sẽ lấy là 8 giờ sáng đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với một số các cái cơ sở xét nghiệm bên ngoài em gọi, ví dụ Medatech hoặc Green Lab chẳng hạn, người ta sẽ cho phép Suzy kết quả từ 8 đến 10 giờ. Bạn thông thường lý tưởng nhất thì tôi sẽ dặn bệnh nhân là 8 giờ sáng và tôi cho bệnh nhân ngừng tất cả các thuốc mà có thể có chứa corticoid hoặc ngừng corticoid trước 72 tiếng. Bạn tối thiểu là 72 tiếng trước thời điểm mà em lấy máu. Ngừng trước 16 tiếng có được không? Một số trường hợp thì cũng có thể lấy. Tuy nhiên là nếu trường hợp mà ngày kia bệnh nhân vừa mới uống, ngày qua nghỉ, ngày hôm nay lấy chẳng hạn, thì khi mà cái xét nghiệm trả về mà nó lại hơi nhấp nhỉnh, tức là nó không thất hẳn các bạn, lại hơi nhấp nhỉnh qua ngưỡng một tí, lúc đấy tôi không lý giải được xem là đây thực sự là cái cortisol mà cơ thể sản xuất ra hay là nó có ảnh hưởng bởi cái thuốc bên ngoài bệnh nhân uống vào. Nên lý tưởng nhất là tôi sẽ cho bệnh nhân nghỉ tối thiểu là 3 ngày trước khi mà tôi đi lấy máu xét nghiệm. Tiếp nữa là em có bệnh nhân vừa vào viện mà trước đó mình không biết bệnh nhân có làm cortisol không ạ. À? Em đợi 3 ngày bệnh nhân vào viện. Và trong 3 ngày bệnh nhân ở viện với em sẽ kiểm soát được cái thuốc bệnh nhân uống. Đúng không ạ? Sau 3 ngày đảm bảo bệnh nhân không hề uống corticoid thì lúc đấy là ngày thứ tư ở viện với em thì em làm. Tiếp nữa là bệnh nhân này, đúng không ạ? Các bạn có chỉ định làm albumin máu, biết làm albumin để làm gì? Đó, giải thích ví dụ tôi làm đường máu, tôi xem là bệnh nhân này trước đây có uống corticoid đúng không ạ, tôi xem liệu có ảnh hưởng gì đến đường máu của bệnh nhân không. Thứ hai là tôi xem có bệnh lý nền là viêm khớp đái tháo đường không, đúng không ạ, viêm khớp dạng thấp trên nền đái tháo đường không. Vì tôi biết là nếu tôi có đẩy đợt tiến triển mà tôi đẩy corticoid vào thì nó sẽ làm cho cái đường huyết của bệnh nhân dao động. Tiếp nữa là em làm creatinine đánh giá chức năng thận, thì rõ ràng là của tôi xem là tôi có sử dụng một loạt các cái thuốc xem là chức năng gan thận của bệnh nhân như thế nào, tôi làm creatinine AST/ALT được. Nhưng ở đây các bạn còn đề xuất thêm một cái nữa là làm albumin máu, biết làm albumin để làm gì ấy? Mình có cần làm albumin trên bệnh nhân này không ạ? Vì sau này các bạn đi làm ở các viện sẽ thấy là bảo hiểm y tế đúng không ạ, người ta sẽ kiểm soát cái việc là tôi chỉ định xét nghiệm có hợp lý cho bệnh nhân không. Thì khi mà tôi chỉ định albumin tôi phải giải thích là tại sao tôi làm cái xét nghiệm này trên bệnh nhân này, và tôi không giải thích được đúng không ạ, không liên quan gì đến bệnh của bệnh nhân cả, tôi bị sốt toán.
À, theo các bạn thì có cần làm xét nghiệm albumin máu trên bệnh nhân này không ạ? Khi nào thì tôi làm? Là các bạn trả lời với bạn Huyền trả lời là khi lâm sàng có phù ạ, hiện tại chưa cần làm albumin ạ. Rồi và tôi sẽ phải giải thích được là lý do tại sao, đúng không ạ? Albumin thì liên quan đến cái protein mà tạo áp lực keo ở trong máu, thì nếu trường hợp mà albumin máu giảm, bệnh nhân sẽ thường có phù do cái nước nó không được giữ trong lòng mạch, nó xì ra ngoài, đúng không ạ? Hiểu đơn giản là như thế. Nên là nếu trường hợp trên lâm sàng bệnh nhân có phù, và thông thường phù ra cho giảm albumin máu ấy, thường sẽ là phù đều hai bên. Vậy các anh chị thấy là chân bệnh nhân hai bên đều phù căng mút mít đúng không ạ? Ấn thì trắng chứ không phải tím. Đúng không ạ? Có kèm theo ví dụ bệnh nhân có thể có ví dụ phù mặt rồi hạ nặng hai mí mắt vân vân đúng không ạ? Tôi lại trừ cái tình huống phù giảm áp lực keo rồi tôi làm albumin. Nhưng thường làm albumin đồng thời tôi cũng sẽ làm cả tổng số lượng protein nữa để xem có cái gì bất thường hay không. Một số trường hợp mà nó giảm cả protein, giảm cả albumin, thường mình sẽ nghĩ yếu tố là giảm tổng hợp. Nhưng một số tình huống là nồng độ protein trong máu toàn phần bình thường, nhưng nồng độ albumin giảm thì cẩn thận xem là liệu globulin có tăng không. Nó có liên quan đến bệnh lý sinh huyết học mà đảo ngược cái tỷ lệ albumin trên globulin hay không. Thế còn ở trường hợp của bệnh nhân này, đúng không ạ, mô tả tôi không thấy phù gì cả. Đúng không ạ? Không thấy có triệu chứng của kém ăn hay hội chứng suy kiệt gì cả, BMI vẫn 19. Thì thực ra không có đủ cơ sở để chỉ định làm albumin trên bệnh nhân này. Bệnh nhân này có cần làm chỉ số nào nữa không ạ? Ở đây các bạn đang tách một cái là bi lăng viêm đúng không ạ? Bi lăng viêm em đang để một dòng riêng. Thực ra bi lăng viêm thì nó gồm nhiều các cái chỉ số. Xét nghiệm máu lắng là tôi lấy một cái ống riêng. Đúng không ạ? Cái ống này lấy xét nghiệm máu lắng là lấy ống riêng. Máu lắng thì có thể viết tắt là VSS hoặc là ESR. Đúng không ạ? Thế còn CRP thì ra nó nằm trong xét nghiệm sinh hóa máu. Chỉ số CRP là định lượng trong xét nghiệm sinh hóa máu, các bạn đẩy CRP lên cùng với sinh hóa máu luôn. Tiếp nữa là các xét nghiệm miễn dịch như RF hoặc TCCP đồng ý, đúng không ạ? Tôi sẽ làm lại xem là liệu nó có thay đổi gì so với thời điểm cách đây 7 tháng bệnh nhân làm hay không. Cách đây 7 tháng thì chỉ số RF các bạn khai thác được là rất cao. Bình thường RF cái ngưỡng chẩn đoán của mình chỉ là từ 14 đơn vị trên ml, và TCCP của tôi là 17 đơn vị trên ml. Mà nếu bệnh nhân này như cái slide trước của các bạn là nó rất cao đúng không ạ? 800 bao nhiêu ấy, đúng không ạ? Tiếp nữa. Trong RF và anti-CCP thì anti-CCP đặc hiệu hơn và xuất hiện nó đôi khi là xuất hiện sớm hơn em ạ. Và anti-CCP sau khi điều trị mình định lượng lại thì có thể giúp đánh giá tiên lượng một phần xem bệnh diễn biến như thế nào. Các bạn thế nên thực ra ấy, nó có một số tình huống liên quan đến cái có bệnh nhân thì là cả hai yếu tố đều dương tính thì em chẩn đoán rất là dễ. Đúng không ạ? Một số trường hợp là chỉ RF dương tính hoặc chỉ anti-CCP dương tính, nhưng đôi khi là nó các xét nghiệm có cái tỷ lệ dương tính giả, âm tính giả, nên nếu có điều kiện thì mình vẫn chỉ định cả hai. Trong hai chỉ số này thì anti-CCP đặc hiệu hơn. Chẩn đoán hình ảnh ở đây bạn chỉ định chụp X-quang khớp cổ tay, bàn tay, thẳng nghiêng, khớp gối, khớp vai hai bên. Bệnh nhân đã chụp bao giờ chưa? Nhóm lab bệnh án có hỏi. Ở đây bệnh nhân chưa chụp ạ. À? Cái này mình sẽ kiểm tra một chút đúng không ạ? Xem là hỏi lại bệnh nhân xem là cái thời điểm mà tôi chẩn đoán ở bệnh viện Đại học Y bệnh án đã được chụp chưa. Vì thông thường ấy thì nếu trường hợp cách đây ví dụ các bệnh nhân chụp cách đây 7 tháng mà đã thấy khớp dính rồi, khe khớp hẹp rồi, biến dạng khớp, rồi lệch trục, rồi có hốc hủy xương vân vân thì có thể thời điểm này tôi chưa cần chụp lại. Nhưng một số trường hợp bệnh nhân tôi sẽ phải chụp ngay thời điểm bệnh nhân vào viện là gì? Ví dụ đợt trước bệnh nhân vào viện nhưng chưa đủ yếu tố thời gian, hoặc là bệnh nhân chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, bác sĩ chỉ ghi là theo dõi đúng không ạ? Đề nghị làm xét nghiệm lại sau 2 tháng, 4 tháng gì đó. Thì những trường đấy thì thường là mình sẽ có thể chỉ định cho chụp lại. Thì những trường hợp mà biến dạng rõ trên lâm sàng thì đôi khi
phim cũ người ta có rồi là mình không cần chụp, chỉ định chụp lại nữa. Thế còn cái chụp mà mình đánh giá được đối với trường hợp mà viêm nhiều khớp như này thì đôi khi chỉ cần chụp X-quang khớp cổ bàn ngón tay hai bên là được. Thế còn khớp gối và khớp vai em có thể chụp trong trường hợp bệnh nhân đau nhiều và em nghi ngờ có cái tổn thương hủy khớp thôi. Chứ còn không nhất thiết phải chụp lại ở mỗi đợt tiến triển bệnh nhân vào viện. Có cần chụp cái gì hay làm thêm cận lâm sàng gì cho bệnh nhân này không ạ? Bệnh nhân này hoàn toàn không có bệnh lý nền gì ạ. Ừ, vì sao lại cần kiểm tra nước tiểu của bệnh nhân này? Alo, dạ, em và cô ơi, xin phép trả lời ạ. À, cái kiểm xét nghiệm nước tiểu để phát hiện các bất thường về chức năng thận hoặc là cái tác dụng phụ của thuốc điều trị, đặc biệt là bệnh nhân này có cái việc dùng thuốc, các loại thuốc không rõ nguồn gốc ạ. Thế thì em định nhìn vào chỉ số nào trên ở phân tích tiểu của bệnh nhân? Em cho cô là có thể xem các cái chỉ số về có protein trong nước tiểu hay không ạ? Nhìn nữa thôi em. Ngoài ra thì các cái xem những cái đấy ạ, protein hoặc là ví dụ có bệnh nhân có tiểu đường hay không thì mình xem có gluco liệu không Ừ. Gì nữa ạ. không? Dạ Gì nữa? dạ em xin hết ạ. Ừ. Rồi cảm ơn em. Dạ, công như này là tôi có cái quả thận của tôi với vai trò là lọc ra nước tiểu, đúng không ạ? Bình thường nước tiểu của tôi thì không có protein, không có hồng cầu, không có bạch cầu, không có cetone, không có nitrit, không có bilirubin. Khi nào nó xuất hiện những cái chất đấy ở trong nước tiểu thì đấy là bất thường, đúng không ạ? Nhưng vấn đề bây giờ là tổn thương lỗ lọc cầu thận sẽ xuất hiện khi nào? Mình sẽ hay có một số các tình huống tổn thương lỗ lọc cầu thận trên lâm sàng, đúng không ạ? Thì sẽ hay gặp một là các cái bệnh nhân có tăng huyết áp, bản chất là tăng áp lực lọc làm cho cái lỗ lọc cầu thận nó bị tổn thương dẫn đến nó to ra thì nó xuất hiện các cái sản phẩm to hơn chui qua được cái lỗ lọc cầu thận đó. Thứ hai là tôi có tá tráng đường cũng thế, nó áp lực thẩm thấu cao nó cũng làm tổn thương lỗ lọc cầu thận dẫn đến cái việc là những cái phân tử to hơn nó chui ra được. Thứ ba là do phức hợp kháng nguyên kháng thể trong các cái bệnh lý miễn dịch, các bệnh lý tự miễn nó đánh vào đấy nó cũng làm cho cái lỗ nó to ra. Đúng không? Thế bên trên bệnh nhân như thế này đúng không ạ, thì có thể xảy ra cái tình huống đó không ạ? Một là bệnh lý nền hiện tại các bạn khai thác là không có tăng huyết áp, không có đái tháo đường. Ngoài nên tôi sơ bộ tôi loại bớt cái tình huống là có thể tổn thương thận do tăng huyết áp và đái tháo đường đi. Thứ hai là bệnh nhân có cái tình trạng viêm khớp dạng thấp, thì viêm khớp dạng thấp nó có một cái như này là nó ít đánh lên thận hơn so với các bệnh lý tự miễn khác. Ví dụ như trong lupus ban đỏ hệ thống thì cái tổn thương cầu thận do phức hợp kháng nguyên kháng thể thì lại là cái rất là nặng nề dẫn đến bệnh thận lupus. Thế còn riêng viêm khớp dạng thấp thì rất là may là nó đánh vào khớp nhiều hơn, chứ nó lại không đánh vào thận nhiều lắm. Em có thể làm đúng không ạ? Em có thể làm để sàng lọc xem là bệnh nhân có tổn thương gì không. Tuy nhiên cái đấy thì hiện tại là chưa rõ rệt lắm để mà có thể chỉ định. Nếu mà bệnh nhân làm xét nghiệm tự túc thì em muốn quét thế nào cũng được. Nhưng nếu làm theo bảo hiểm thì thường là chưa đủ triệu chứng để tôi chỉ định cái cận lâm sàng tổng phân tích nước tiểu. Thêm nữa là gì, em nghi ngờ bệnh nhân này có sử dụng một số các cái thuốc trong cái thời gian bệnh nhân dừng thuốc Tây y có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Tuy nhiên là để ảnh hưởng đến như thế thì thông thường là mình sẽ phải xem cái sinh hóa máu của bệnh nhân như thế nào đã. À, sinh hóa máu thông thường bệnh nhân không có đái tháo đường, đường máu bình thường thì thường không xuất hiện đường trong nước tiểu và cetone trong nước tiểu. Thứ hai là creatinine máu bình thường, đúng không ạ? Thì thường là tôi sẽ sơ bộ đánh giá xem là mức lọc cầu thận ước tính của bệnh nhân như thế nào. Và mỗi lọc cầu thận ước tính mà nó ổn đúng không ạ, thì thường tổng phân tích nước tiểu nó không xuất hiện các cái sản phẩm đấy đâu. Thế còn nếu em bảo là em muốn làm creatinine niệu chẳng hạn thì tổng phân tích nước tiểu của mình không trả lời chỉ số creatinine niệu. Nếu em muốn đánh giá xem là nó có
đúng ạ, chức năng lọc như thế nào thì thường một số các cái chỉ số mình muốn đánh giá chính xác thì tôi phải định lượng nước tiểu 24 giờ cơ. Chứ còn một mẫu cân gang nó sẽ không thể đánh giá được hoàn toàn chính xác tất cả các cái chỉ số nó xuất hiện trong nước tiểu. Nên theo cô thì điểm này bệnh nhân không có phù, đúng ạ, tiền sử không có tăng huyết áp, không có đái tháo đường, thì chính ra tổng phân tích nước tiểu tôi có thể tôi trì hoãn lại, tôi chưa cần làm ngay, tôi cần làm gì thêm khác. Ở đây nó có một cái này, tôi đang chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, tôi đang theo dõi là đợt tiến triển. Nhưng mà nếu trường hợp không phải đợt tiến triển mà bệnh nền tôi vẫn có viêm khớp dạng thấp, như đợt này tôi viêm khớp cấp do gút hoặc là viêm khớp cấp trên nền bệnh nhân thoái hóa khớp đúng không ạ, cộng với bệnh nền là viêm khớp dạng thấp, thì liệu tôi có phải để corticoid không ạ? Biết đâu tôi cần để NSAID thì sao? Mà nếu tôi sử dụng thuốc chống viêm là nó không steroid thì tôi có cần làm thêm cận lâm sàng gì không? Ở đây trên bệnh nhân này thì thường trên lâm sàng mình sẽ làm thêm một cái làm điện tim cho bệnh nhân. Tôi sẽ check lại lịch sử khám bệnh của bệnh nhân xem lần cuối bệnh nhân chụp X-quang ngực thẳng là từ bao giờ. Đối với những trường hợp bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, sử dụng corticoid thì luôn luôn là nguy cơ nhiễm khuẩn của bệnh nhân sẽ tăng lên. Đúng không ạ? Nên tôi sẽ đánh giá thêm cái chụp X-quang ngực thẳng của bệnh nhân và một số trường hợp sẽ bị lao tiềm tàng mà không biết. Thứ hai là đối với một số các cái trường hợp bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà tiến triển nhanh, dính khớp, hủy khớp nhiều ấy, thì đôi khi tôi sẽ ở các bệnh viện lớn, bệnh viện Tây y, người ta sẽ cân nhắc đến việc là có điều trị các cái chế phẩm sinh học cho bệnh nhân không. Và nguyên tắc khi sàng lọc bệnh nhân để xét điều trị bằng chế phẩm sinh học, bao giờ người ta cũng sàng lọc lao viêm gan B, viêm gan C. Bởi vì khi tôi sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch, thuốc sinh học, bản chất nó ức chế miễn dịch sinh học mới, đúng không ạ? Thì sẽ cần sàng lọc xem là có lao hay không. Nên là cái X-quang ngực ấy, bao giờ tôi cũng sẽ làm. Thì trên một cơ địa sử dụng corticoid thì nguy cơ nhiễm vi khuẩn lao cũng như các vi khuẩn khác nó sẽ tăng lên. Chỉ người ý kiến là nếu mà tôi nghi chưa loại trừ được gút đúng không ạ, thì chưa cần sử dụng corticoid thì cần xét nghiệm acid uric trong máu trong thời điểm đau có thể đúng không ạ. Nếu trường hợp này mà em nghi ngờ là bệnh nhân này có thể là có cơn gút cấp, ví dụ em khai thác là cái thời điểm bệnh nhân đau cấp như thế này xuất hiện sau một cái bữa liên hoan phải ăn nhiều hải sản, hoặc là con cháu lại mới biếu yến sao chẳng hạn đúng không ạ, uống tức rất tích cực một tuần ăn hết mấy phải mấy chục gam, thì rất có thể xuất hiện một cái cơn gút cấp trên nền viêm khớp dạng thấp, thì khi đó tôi không phải để corticoid nhưng tôi phải sử dụng NSAID. Thì nó có một cái lưu ý là gì, em có một cái nhóm NSAID mà có gây biến cố lên tim mạch các bạn, nhóm celecoxib, etoricoxib, thì khi đấy tôi bắt buộc phải làm điện tim trên bệnh nhân để tôi xem liệu tôi sử dụng thuốc giảm đau cho bệnh nhân này có an toàn hay không, được chưa ạ? Bệnh nhân này có cần đo mật độ xương không? Cái chỉ định đo mật độ xương nó sẽ dựa vào một là các cái triệu chứng trên lâm sàng của bệnh nhân mà triệu chứng cơ năng của loãng xương có hay không. Thường bệnh nhân sẽ mô tả tôi cảm thấy nhức dọc các cái xương dài, ví dụ xương đùi này, xương chày này, hoặc là xương cánh tay này. Thứ hai là bệnh nhân có thể có kèm chuột rút, đúng không? Chủ yếu là chuột rút về đêm. Đúng không? Thì xem mà có không. Thứ hai là nó có liên quan đến cái việc là yếu tố mà bệnh nhân mãn kinh từ bao giờ. Bệnh nhân là 56 tuổi đúng không ạ? Nếu mãn kinh mấy 6 năm nay thì coi như là sinh lý 50 tuổi mãn kinh thì là bình thường. Nhưng có những bệnh nhân vào hỏi 56 tuổi hỏi bác mãn kinh lâu chưa? Tôi mãn kinh 20 năm nay, có nghĩa là mãn kinh ở tầm 40 tuổi thì sẽ là cái yếu tố nguy cơ dẫn đến loãng xương sớm. Vậy những trường hợp này nếu bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân bảo tôi đau mỏi nhiều khớp, đúng không ạ? Tôi đau mỏi nhức dọc các cái xương mà tôi xoa bóp bên ngoài không đỡ, kèm với nhức trong xương, kèm với chuột rút, cộng với một cái tuổi mãn kinh sớm thì em có thể cho chỉ định bệnh nhân đi đo mật độ xương. Còn lại nếu trên lâm sàng hỏi hoàn toàn bình thường đúng không ạ, không chuột rút, không nhức dọc các xương dài,
mãn kinh rất bình thường. Hoặc thậm chí bệnh nhân bảo tôi tích cực bổ sung canxi và vitamin D3 thì em không cần chỉ định đo mật độ xương. Bệnh nhân này là bệnh nhân mới sử dụng corticoid có 2 tháng. Được không ạ? Thì thường nó chưa gây được cái loãng xương do corticoid đâu. Nó trái lại với những bệnh nhân mà có sử dụng corticoid kéo dài và bệnh nhân tuân thủ rất là tốt với điều trị của mình. Thì thông thường là tôi sẽ cho bệnh nhân đi đo mật độ xương mỗi 2 đến 3 năm một lần để tầm soát. Được chưa? Thế nên là phần cận lâm sàng ở đây thì theo cô, một là em sẽ chỉ định làm điện tim cho bệnh nhân và hai là chỉ định thêm là chụp X-quang ngực thẳng cho bệnh nhân. Và khi mà mình làm xong đúng không ạ, tôi yêu cầu các cận lâm sàng này xong, 7.1 của tôi lại các cái đề xuất cận lâm sàng. 7.2 em sẽ ghi lại kết quả cận lâm sàng mà bệnh nhân đã có đúng không ạ? Và dựa vào chẩn đoán sơ bộ, dựa vào cận lâm sàng đã có thì tôi ra được cái phần 8 là chẩn đoán xác định. Chứ khi trình bày như thế này nó đang ẩn hết các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đi, và tôi thấy là từ chẩn đoán sơ bộ, cận lâm sàng, chẩn đoán xác định trong cùng một trang này tôi cũng chả thấy có thêm thông tin gì đúng không ạ, để giúp tôi chẩn đoán xác định là viêm khớp dẫn đến được tiến triển cả. Nào bây giờ đến bệnh nhân này thì một là chẩn đoán xác định viêm khớp dẫn thấp cách đây 7 tháng là có đúng không ạ? Với cái mức độ RF như thế thì thường khó mà tránh được, khó mà thoát được cái chẩn đoán viêm khớp dẫn thấp lắm. Thứ hai, đợt này tôi chẩn đoán được tiến triển vì sao, có nhiều khớp sưng nóng đau. Đúng ạ. Thứ hai là bệnh nhân có tốc độ thời gian cứng khớp buổi sáng trên 1 tiếng và tốc độ máu lắng của bệnh nhân là 59 mm, là cao hơn 28 rồi. Và tôi chẩn đoán bệnh nhân là đợt tiến triển viêm khớp dạng thấp. Là điều trị của em có giảm đau chống viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày này, làm chậm tiến triển của bệnh, duy trì chức năng khớp và phòng biến dạng khớp. Ở đây các bạn có sử dụng đầu tiên là methotrexate 2,5 mg 5 viên uống sáng thứ bảy hàng tuần. Đây là liều duy trì từ đợt bệnh viện Đại học Y à? Hay là em cho liều mới? Thông thường bây giờ người ta sẽ hay cho là khoảng tầm từ 10 đến 15 mg hàng mỗi tuần. Tương ứng với viên của nó là viên 2,5 mg, nên thường mình sẽ cho từ 4 đến 6 viên trong vòng 1 tuần và uống vào một ngày cố định. Và đây để ý là đối với điều trị viêm khớp dạng thấp ý, vì cái methotrexate thì nó sẽ ức chế tủy xương. Đúng không ạ? Thế nên là tôi sẽ bao giờ cũng ủng bổ sung lại axit folic bằng đúng liều của methotrexate. Em dùng methotrexate ở đây bạn cho 2,5 mg đúng không ạ? Nhân với đấy là đối với trường hợp bệnh nhân không thiếu máu ấy nhé. Bệnh nhân không thiếu máu thì tôi bổ sung liều methotrexate, tôi sử dụng liều methotrexate bao nhiêu thì tôi bổ sung axit folic liều bấy nhiêu. Thì ví dụ ở đây bạn dùng methotrexate 2,5 mg nhân với 0,5 viên tương với liều nhân ra là 12,5 mg, thì thông thường tôi sẽ sử dụng cái liều axit folic cũng như thế. Vì axit folic thì chỉ có viên 5 mg thôi. Đúng không ạ? Thế các bạn có thể sử dụng 2 đến 3 viên trên 1 tuần. Tại sao uống thứ ba thứ năm mà không uống luôn thứ bảy, uống thứ bảy chủ nhật thứ hai em? Hình dung như này, methotrexate là ức chế tủy xương, đúng không ạ? Acid folic nó hoạt động ngược lại, nó cung cấp cái mà để tạo máu. Và cái thời gian methotrexate tôi sẽ trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm tôi uống, đúng không ạ? Thì tôi sẽ không uống acid folic ở trong cái vòng đó. Nên thông thường là khi em uống methotrexate vào ngày nào thì em cách ra một ngày nữa, đúng không ạ? Xong cái ngày sau là em có thể uống acid folic. Nếu trường hợp bạn uống acid folic ở đây bạn để liều 10 mg chẳng hạn, bạn có thể uống chia làm 2 ngày trong tuần. Nếu trường hợp mà uống đến liều mà 15 mg của methotrexate từ với 15 mg tôi bổ sung lại acid folic thì em có thể cách ra đúng không ạ? Ví dụ em uống thứ hai, thứ tư, thứ sáu, xong đến thứ bảy uống methotrexate thì chủ nhật là vẫn còn tác dụng methotrexate, em cách ra không uống đúng không ạ? Thứ hai em quay lại uống acid folic. Nên tôi cố gắng là tôi chia 2 đến hoặc là 3 lần tùy theo liều methotrexate tương ứng, và tôi uống cách tối thiểu 24 tiếng từ thời điểm mà bệnh nhân uống methotrexate ra thì bắt đầu uống acid folic. Chloroquine ở đây các bạn để là 250 mg, uống một viên vào 8 giờ. Các bạn nhóm bệnh làm bệnh án cho câu hỏi uống vào 8 giờ sáng thì bệnh nhân có thể gặp tác dụng không mong muốn gì trên lâm sàng. Uống này một thời gian sau ta đến ta bắt đền.
Bạn đã biết thời gian uống không ạ? Rồi. Sạm ra bắt nắng. Sạm da nhé. Da rẻ của mình nhé. Đối với chloroquine ý, hoặc là mình có một cái chế phẩm mà đỡ ảnh hưởng đến mắt hơn, đó là hydroxychloroquine, thì mình sẽ dặn bệnh nhân là uống vào buổi tối khi mà tắt nắng. Thường ở trên lâm sàng hay dặn là ăn cơm tối xong thì uống, và đảm bảo ăn cơm tối xong ở trong nhà đúng không ạ, và trời nó tối hẳn rồi thì nó sẽ không gây cho bệnh nhân sạm da. Chứ một số trường hợp bệnh nhân uống chloroquine xong với một thời gian sau đến, nó toàn bộ cái mặt tay chân vẫn trắng nguyên nhé, vì mặc quần áo mà, mặc áo chống nắng, nhưng còn cái mặt phơi ra đường nó sạm sạm đều toàn bộ mặt luôn. Dùng lâu thì viêm dây thần kinh thị, đúng không ạ? Nó có một cái là lý tưởng nhất ấy, ở thời điểm mình chẩn đoán bệnh nhân viêm khớp dạng thấp ấy, tôi cho đi khám mắt. Tôi khám mắt xong, đúng không ạ? Không có vấn đề gì. Sau đấy tôi dùng chloroquine chẳng hạn. Thì định kỳ thường mỗi 3 đến 6 tháng tôi cho bệnh nhân đi khám mắt lại để xem có cái tổn thương do chloroquine hay không. Nếu trường hợp có tổn thương mắt do chloroquine thì tôi có thể là phải dừng thuốc. Đúng không ạ? Thế còn tại sao là tôi biết là có khả năng dùng kéo dài thì gây tổn thương lên lên thần kinh thị giác, nhưng tôi vẫn phải dùng vì cái thằng chloroquine này, hydroxychloroquine nó lại giúp phòng đợt cấp, phòng đợt tiến triển. Các bạn nên thường bệnh nhân sẽ thay sử dụng cái hydroxychloroquine kéo dài nếu như không có tác dụng không mong muốn. Thì trên lâm sàng mình sẽ dùng sang cái này thì nó đỡ tác dụng không mong muốn hơn. Và cái viên hydroxychloroquine ấy, hoặc là viết tắt là HCQ, thì hàm lượng của nó là 200 mg. Nhớ là chloroquine thì là 250 mg, nhưng hydroxychloroquine thì chỉ là 200 mg thôi. Và liều thông thường là một viên uống vào buổi tối. Còn một số trường hợp mà bệnh hoạt động, bệnh nhân có đợt tiến triển nhiều thì có thể nó sẽ đẩy lên thành 2 viên. Thì cái viên thứ hai vẫn phải uống vào buổi sáng, đúng không ạ? Tôi chia đều liều trong một ngày, nhưng mà với điều kiện là bệnh nhân phải được chống nắng tốt. Có nghĩa là bôi kem chống nắng, các bạn đi ra ngoài thì mặc áo che kín mà, và bôi kem chống nắng thì nó mới đỡ cái triệu chứng sạm da. Tiếp nữa là các bạn sử dụng Meron 16 mg một viên uống sau ăn sáng. Đúng không ạ? Tại sao em sử dụng liều 16 mg trên ngày? Tôi dùng liều thấp hơn được không, cao hơn được không, và nhân chia cộng trừ thế nào ra được liều 16 mg? Uống sau ăn sáng là đúng rồi, đúng không ạ? Đã hạn chế các tác dụng không mong muốn của sử dụng corticoid. Và đồng thời tôi uống vào cái thời điểm ăn sáng, thường của tôi 7 rưỡi 8 giờ, đúng không ạ? Nó trùng với cái nhịp sinh học cơ thể nó đang tiết thì nó đỡ quên. Vì sao dùng liều 16 các bạn? Và tôi dùng liều 16 này trong bao nhiêu lâu? Liều tấn công, những liều tấn công mình sẽ tính như thế nào không anh? Hay là bệnh nhân nào cũng đều giống nhau? Mình có cái nguyên tắc như thế này đối với bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là tiến triển, đúng không ạ? Tôi cần đánh bằng liều tấn công corticoid để giải quyết cái tình trạng viêm cấp. Thì tôi sẽ để cái liều đối với metin prednisolone là từ 0,4 đến 0,8 mg cân nặng, đúng không ạ? Trên 24 giờ. Nên ví dụ tôi có bệnh nhân 50 cân, đúng không ạ? Thì liều metin prednisolone của tôi sẽ rơi vào tầm từ 20 đến 40 mg trên ngày. Còn nếu trường hợp em sử dụng prednisolone thì liều nó sẽ là 0,5 đến 1 mg trên kg cân nặng trên ngày.
Ở đây nó tự nó lại có cái liều nhẹ nhàng là 16 đúng không ạ? Thì nó chưa rơi vào liều tấn công. Lý do tại sao tôi dùng liều 16 ở đây. Thứ hai là từ thời điểm bệnh nhân vào viện đến thời điểm em làm bệnh án là 1 tuần là bệnh nhân vẫn duy trì một viên Meron 16 này hay như thế nào? Thế tôi biết là nếu càng uống corticoid nhiều đúng không ạ? Thì càng nguy cơ tác dụng phụ tăng lên. Chưa kể là tích lũy corticoid thì sẽ làm cho bệnh nhân có nguy cơ đục thủy tinh thể sớm hơn. Đục thủy tinh thể do corticoid. Đúng không ạ? Thế thì bệnh nhân này dùng liều 16 mg từ bao giờ ạ em? Các bạn nhóm làm bệnh án đâu hết rồi nhỉ? Bệnh nhân này là bệnh nhân ở khoa nào em? Vào viện bệnh nhân uống liều 40 mg ạ. Thế sau bao nhiêu lâu thì xuống được liều 16 ạ em? Bệnh nhân này bao nhiêu cân ở Yến? Nên trong bệnh án ấy có chỗ là các bạn tính luôn BMI bằng 19 đúng không ạ? Tuy nhiên trong trường hợp này thì bao giờ tôi cũng sẽ cần cân nặng của bệnh nhân để tính liều corticoid. Nên lý tưởng là em ghi chiều cao cân nặng và em tính cả BMI của bệnh nhân trong cả bệnh án luôn. Chứ đừng ghi mỗi chỉ số BMI cho đến lúc mà hỏi cân nặng bệnh nhân bao nhiêu để tính liều thuốc lại không có. Liều 40 mg thông thường mình có hay cho uống. Đó, những cái này là rất lâm sàng ấy, đúng không ạ? Ví dụ bệnh nhân vào em chẩn đoán được tiến triển. À được tiến triển thì tôi đẩy corticoid liều tấn công đúng rồi. À, tôi có công thức tính liều rồi, 0,4 đến 0,8 mg trên kg cân nặng trên 24 giờ. Bây giờ tôi bao nhiêu cân tôi nhân lên, đúng không ạ? Nhân lên xong ra cái liều đấy tôi cân nhắc à dùng đường nào? Đừng uống hay đừng tiêm. Nhưng nhiều khi em cho cái liều oái oăm quá, mình còn chẳng mua được thuốc để mà uống, chẳng bẻ được thuốc mà uống cơ. Yến ơi, bệnh nhân bao nhiêu cân em? À, 50 cân chuẩn chỉnh như sách à. 50 cân đúng không ạ? Tôi nhân với liều 0,8 mg trên kg cân nặng trên 24 giờ thì nó ra đúng bằng 40 mg luôn. Thì 40 mg bệnh nhân sử dụng viên hay là sử dụng cái gì ạ em? 40 mg là cái dạ dày ấy kìa. Nhiều khi mình không phải uống 20 giờ đâu em ạ. Đôi khi tôi phải cho uống luôn trước ăn sáng. Trước cái thời điểm mà bệnh nhân sử dụng corticoid đường uống hoặc đường tiêm nó giảm bớt dịch tiết đi thì nó sẽ đỡ cồn cào luôn, chứ còn bệnh nhân chưa sử dụng corticoid bao giờ đúng không ạ? Uống tiêm một hoặc uống Meron 40 mg vào lập tức là 15 20 phút sau thì cồn cào hết cả ruột gan. Cái dạ dày của bệnh nhân sẽ biểu tình rất là nhanh vì cái liều tương đối cao. Uống 40 mg ấy, thì tôi có thể có một số các cái dạng như này đúng không ạ? Tôi có một cái ống bột khô của methylprednisolone và kèm với dung môi để pha đúng không ạ? Thì cái ống đấy thường là solo là 40 mg luôn là tiện nhất. Thế còn nếu trường hợp mà tôi không có đúng không ạ, không làm nào mua được, tự túc cũng không, bảo hiểm trong kho thuốc bệnh viện cũng không, thì có thể là bắt buộc phải đường uống. Nhưng đường uống khi đấy là gì, cái viên corticoid của tôi thường có hai hàm lượng là 16 mg và 4 mg. Khi đấy tôi sẽ uống 2 viên rưỡi của viên 16 mg sẽ ra được liều 40 mg. Tuy là đợt tiến triển nó nặng nề thì tôi dùng đường tiêm luôn. Vì sao? Một là bệnh nhân không phải uống nhiều viên, vì uống cái viên Meron bạn nào ở đây đã uống rồi biết là nó đắng lắm,
đắng kinh khủng. Và một khi nó đã tan trong miệng em lúc em uống ấy, thì cả ngày em sẽ đắng, em quan gì nó cũng không hết đắng. Thứ hai là gì? Sinh khả dụng của thuốc đường tiêm nó sẽ tốt hơn sinh khả dụng của thuốc đường uống. Chưa kể là em uống ấy, thì nó sẽ tức kích ứng cái niêm mạc dạ dày ngay lập tức, nhạy cực kỳ. Đúng không ạ? Thế là đôi khi là những cái tình huống mà 3 ngày đầu của đợt tiến triển bệnh nhân vừa mới vào viện mức độ viêm nhiều, ngoại cho các chỉ số viêm rất là nặng nề thì thường sẽ sử dụng đường tiêm luôn. Sau 3 ngày các bạn đánh giá trên lâm sàng sẽ mức độ viêm của bệnh nhân giảm. Với tôi sẽ giảm bớt liều đi và thường tôi cứ sẽ giảm theo cái nhịp khoảng 2 3 ngày một lần. Bệnh nhân nào đáp ứng cực tốt đúng không ạ? Để sau 2 ngày sang ngày thứ 3 tôi chỉnh liều. Bệnh nhân nào đáp ứng vừa vừa thôi thì từ 3 đến 5 ngày tôi giảm một nhịp liều. Giảm thì sẽ tùy theo mức độ phụ thuộc corticoid của bệnh nhân. Bệnh nhân nào càng phụ thuộc corticoid thì cái nhịp độ giảm của mình là giảm chậm, giảm ít một. Bệnh nhân nào mà chưa sử dụng bao giờ thì tôi có thể giảm nhanh. Đúng không ạ? Giảm nhanh hơn và cái mức độ giảm sâu hơn. Ví dụ đang 40 đúng không ạ? Xuống một viên, hai viên 16 là 32, 32 xuống 16 luôn, 16 xuống 8, 8 xuống 4 luôn. Thế còn nếu trường hợp bệnh nhân đã có hội chứng cơ sinh, suy thận do có đúng ạ, suy thận do corticoid này, bệnh phụ thuộc corticoid thường tôi giảm chậm hơn, ví dụ giảm 40 xuống 32, 32 xuống 28, 28 xuống 24, 24 rồi mới xuống 16, 16 xuống 12, xuống 8 rồi mới xuống 4. Đúng không? Thì những trường hợp đấy là cái việc mà tôi cân nhắc là giảm nhanh hay giảm chậm, mỗi lần giảm nhiều hay ít là hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá thể bệnh nhân. Tiếp nữa là tôi có esomeprazole được rồi. Nếu trường hợp bệnh nhân này như khai thác của bệnh án của các bạn là hoàn toàn không có bệnh lý dạ dày tá tràng cả, hiện tại cũng không đau, không có hơi chua thì em để liều một viên trên ngày là được. Tuy nhiên là thường ấy, nếu trường hợp cái thuốc như này thường tác dụng nó cũng không được phủ 24 tiếng đâu. Đúng không? Thế nên nếu lý tưởng mà tôi sẽ hỏi bệnh nhân nhé, xem sáng bệnh nhân uống Meron xong có cồn cào quá không? Nếu trường hợp mà các triệu chứng mà bệnh nhân cảm thấy cồn cào, đúng không ạ? Mô tả cồn cào, hơi chứng bụng buồn nôn, nó xuất hiện rất là rõ sau thời điểm bệnh nhân uống Meron buổi sáng, thì em có thể đẩy cái esomeprazole của em lên uống trước ăn sáng 30 phút để ăn sáng sau này, xong lại uống corticoid này, lúc đấy là cái PPI của em có tác dụng rồi, bệnh nhân sẽ đỡ cồn cào hơn. Theo còn nếu trường hợp mà các cái triệu chứng dạ dày của bệnh nhân nó rõ rệt hơn, có thể em sẽ phải đẩy PPI lên liều là 2 viên một ngày. Hoặc là em có thể sử dụng thêm cái để phủ niêm mạc dạ dày, ví dụ như gastroponin. Các bạn muốn đây là tôi phủ. Nên uống corticoid vào là nó sẽ không có kích ứng vào cái niêm mạc dạ dày nữa. Ở đây cũng có một cái lưu ý trên lâm sàng, em hướng dẫn cho bệnh nhân của em cách uống Meron làm sao cho đỡ đắng. Ở Meron nó không có bao phim, nó cho vào nước nó tan rất nhanh. Các bạn cho vào lưỡi một tí sau nó tan hết và đắng kinh khủng. Thì thông thường cô sẽ hay hướng dẫn bệnh nhân là bệnh nhân uống một ngụm nước nhỏ xong ngửa cổ lên. Đúng không ạ? Há miệng ra đặt thuốc vào cuống lưỡi xong rồi để đầu lại bình thường, nuốt ực cái, nuốt chửng là xong. Chứ nếu bệnh nhân để thuốc ở giữa lưỡi, đầu lưỡi, đúng không ạ? Xong bắt đầu đi lấy cốc nước, lấy nước ra xong rồi uống ấy, thì lúc đấy là thuốc tan rồi và rất đắng. Và em để ở phía cuống lưỡi đằng sau ấy là không có cái nhạy cảm về vị đắng, mọi người sẽ đỡ hơn. Chứ để ở đầu lưỡi với giữa lưỡi mà nó tan ra thì đắng cả ngày. Thế chứ ạ, các bạn còn muốn sử dụng thêm thuốc gì trên bệnh nhân này không ạ? Bệnh nhân này đúng không ạ? Nếu trường hợp tôi có bệnh nhân tương tự như thế này mà thêm các triệu chứng của loãng xương thì dựa vào cái kết quả đo mật độ xương của bệnh nhân em sẽ cân nhắc xem là bệnh nhân này có loãng xương thật sự hay không hay là giảm mật độ xương. Thì những trường hợp đó tôi sẽ cân nhắc tôi điều trị là chỉ điều trị bổ sung bằng canxi và vitamin D3 hay có cần kết hợp với thuốc chống hủy xương đối với trường hợp bệnh nhân loãng xương hay không. Đúng không ạ? Thì cái đấy sẽ phụ thuộc bệnh nhân cụ thể của mình trên lâm sàng. Dạ, còn nếu điều trị mà chỉ có việc khớp dạng thấp đúng không ạ, thì sơ bộ như cái này của các bạn sẽ là đầy đủ. Ngày xưa thì corticoid thì mình còn phải đánh số nữa. Thứ hai là trong cái đơn mà bệnh trong đơn về cho bệnh nhân hoặc trong bệnh án này này, em sẽ phải ghi cho cô là cái Meron như kiểu em dự định giảm như thế nào, ghi vào trong bệnh án luôn. Ví dụ Meron 16 mg một viên uống sau ăn sáng, phải uống trong 3 ngày tiếp theo, từ ngày thứ tư giảm còn bao nhiêu, từ ngày thứ bảy giảm còn bao nhiêu. Cái đấy là cái mà phải ghi cụ thể trong bệnh án. Tránh trường hợp bệnh nhân ra viện có những bệnh nhân uống Meron 16 mg trong 3 năm trời liên tục vì bác không dặn tôi giảm liều. Và tôi thì cũng thấy uống thuốc của bác đỡ, tôi không đi khám lại. Thế tôi cứ uống một cái liều cao như thế trong suốt 3 năm. Thì đến lúc bệnh nhân quay lại với mình là gì? À là tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường do corticoid, loãng xương do corticoid, loét dạ dày do corticoid. Đấy ạ. Thế nên là mình sẽ có một cái là đối với những bệnh nhân như này này, mình cái khâu dặn của mình nó rất quan trọng. Bệnh nhân không được tự ý bỏ thuốc, bệnh không được tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, à, bệnh nhân không được tự ý kéo dài liều mà không hỏi ý kiến bác sĩ.
Sửa cái chloroquine đi, không có vì sao lại vẫn thành uống 8 giờ uống 20 giờ đi. Mình đảm bảo là mình uống khi bệnh nhân mà không tiếp xúc với ánh sáng nữa. Thế còn sau này sẽ có những bệnh nhân uống 2 viên một ngày đúng không ạ? Thì nhớ là tôi cho bệnh nhân đi khám mắt thường xuyên hơn và dặn bệnh nhân là cái viên buổi sáng ấy, uống xong ra đường nhớ chống nắng kỹ, không có là sẽ sạm da hết. Rồi đấy là cái thuốc của trên bệnh nhân này đúng không ạ? Chỉ có duy nhất viên thuốc giãn thân được tiến triển thôi, không thấy có bệnh gì khác cả. Cái mâu thuẫn tuyết sáp ở đây này thực ra nó sẽ liên quan đến việc nếu có điều kiện em sẽ so sánh cái phim của bản ngón tay của bệnh nhân ở thời điểm mới phát hiện với cái phim lần này em chụp lại cho bệnh nhân. Nếu trường hợp ngày xưa cách đây 7 tháng họ khớp khe khớp ở khối xương cổ tay hoàn toàn rộng, họ rộng các cái bề mặt xương nó nhẵn mịn, khe khớp rộng thông thoáng, mà lần này làm chụp lên là khe thì nó dính lại ngoại hẹp lại, xong rồi cái diện khớp mà lem nha lem nhem thì cẩn thận em sẽ phải tăng liều của methotrexate lên nữa, bởi vì như thế là đối với 5 viên của liều cũ là bệnh nhân chưa kiểm soát được bệnh, dính khớp nó vẫn tiến triển. Các bạn thế ấy tôi có thể đẩy lên nữa thì thông thường em cứ đẩy dần thôi, bởi vì liên quan đến sử dụng liều cao methotrexate thì có ảnh hưởng đến tủy xương hoặc là gan hoặc là thận. Thì nếu trường hợp mà tôi so sánh cái phim bây giờ với phim ngày xưa mà thấy khớp dính rõ hơn đúng không ạ, có nghĩa là bệnh chưa kiểm soát, thì tôi sẽ phải đẩy liều methotrexate lên nữa, dễ có thể đẩy tạm lên thành 6 viên đúng không ạ. Sau 1 tháng nữa bệnh nhân đánh giá lại xem các cái chỉ số viêm như nào, đúng không? Bệnh nhân có đáp ứng hay không, thì sau đấy tôi cân nhắc là tôi duy trì tiếp liều 6 viên đó hay tôi phải tăng lên tiếp. Chị ạ, đấy là phần y học hiện đại. Các bạn có thảo luận gì thêm về phần y học hiện đại không ạ? Ừ, tiết lượng gần khá khá nhiều không em? Bệnh nhân trên lâm sàng đỡ đau nhiều không? Nhân viên khớp dạng thấp sau này các bạn làm bệnh án thì bình ít, nó có một cái lý tưởng là em chụp giúp cho bọn cô cái tay chân và các cái khớp đau khớp xương của bệnh nhân, và chụp sẽ là chụp đối xứng hai bên, lấy cả hai bên để so sánh. Bệnh nhân đỡ đau nhiều chứ không cứng khớp. Cái cứng khớp này này là bệnh nhân bị từ 7 tháng hay là mới đợt này thôi ạ? Có đỡ sưng đỡ nóng không ạ? Tại vì cái đau ấy thực ra nó sẽ liên quan đến cái cảm giác chủ quan của bệnh nhân. Có những bệnh nhân chịu đau rất tốt. Ở trên khoa lão hiện tại cô có bệnh nhân, tức là bệnh nhân đau hoặc biến dạng. Tức là bệnh nhân đau ít ít thôi nhưng biến dạng khớp khoảng phải hơn chục năm rồi. Như tháng 5 năm nay bệnh nhân mới vào viện là tất cả các ngón nó là bán chật khớp hết rồi. Và khổ tay hình lưng lạc đà, chỉ là bàn chân hình vuốt thù, có bán chật khớp bàn ngón hết rồi, nhưng mà ở nhà cũng không đau mấy. Nên cái đau nó còn phụ thuộc vào ngưỡng chịu đau của bệnh nhân. Nên cái trên lâm sàng tôi đi buồn bao giờ tôi phải sờ khớp xem có nóng không, nó giảm nóng hay không, hay là nó vẫn còn nóng nguyên si như thế, liên quan đến việc là tôi đã giảm được liều corticoid hay chưa. Họ nếu mà tôi dự kiến tôi giảm đến 10, đúng không ạ, từ 32 xuống 16, 16 ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi khớp vẫn nóng, thì từ từ hẵng giảm tiếp. Tại vì em giảm có thể nó sẽ bùng lại. Cái cứng khớp ấy, tại sao cô hỏi thời điểm cách đây 7 tháng có cứng không? Bởi vì một số trường hợp ấy, bệnh nhân khám ở Tây thì các bác rất là bận. Thế nên là các bác cho đơn xong là các bác cũng không kịp dặn bệnh nhân, một là quay lại khám, tái khám, hai là không dùng thuốc linh tinh, và ba là khi nào khớp hết sưng đau, khi nào khớp hết sưng nóng thì bắt buộc phải tập vận động khớp. Một số bệnh nhân cứ nghĩ là đau thì không vận động để cho nó đỡ đau. Các bạn như không vận động như thế nó sẽ làm cho cứng khớp xảy ra sớm hơn. Nên là đấy tôi dặn bệnh nhân là bác điều trị đều với cháu, định tái khám định kỳ để cháu kiểm tra mức độ hoạt động của bệnh, không tự ý bỏ thuốc, không tự ý sử dụng thuốc khác, và cứ khi nào không sưng không nóng thì phải tập vận động thì để tránh cứng khớp. Rồi mình sang phần y học cổ truyền đi. Học cổ truyền thì cũng bệnh nhân tầng mấy em nhỉ? Có phải bệnh nhân nào với khớp dạng thấp cũng phải dùng methotrexate không ạ? Methotrexate với chloroquine hiện tại vẫn là cái phác đồ mà được sử dụng nhiều nhất.
Thế nếu trường hợp viêm khớp dạng thấp mà chẩn đoán xác định thì tôi vẫn sử dụng với hiện tại bây giờ là cái nhóm DMARDS. Thì có hai loại DMARDS kinh điển chính là dimethotrexate, có học là sulfasalazine hoặc là hydroxychloroquine, chloroquine. Và hai là DMARDS sinh học liên quan đến các cái chế phẩm sinh học là ức chế các yếu tố viêm, ức chế interleukin, ức chế TNF alpha vân vân. Thì tôi chỉ sử dụng một trong hai cái thôi chứ không có bệnh nhân viêm khớp dạng thấp nào mà không phải sử dụng tí nào. Vì nếu không phải sử dụng tí nào thì không có cái biện pháp nào để phòng hủy khớp và dính khớp trên bệnh nhân cả. Đúng không ạ? Thế nên vẫn phải dùng. Chỉ có là gì tôi sẽ cố gắng tôi dò là cái liều thấp nhất mà có hiệu quả. Thế còn một số trường hợp em thấy bệnh nhân viêm khớp dạng thấp của em trong đơn không có methotrexate thì có thể nó xảy ra là gì? Tôi uống methotrexate nhưng tôi xuất hiện suy gan, suy tủy, suy thận. Đúng không ạ? Bắt buộc phải dừng. Nhưng tôi uống hydroxychloroquine thì không. Các bạn nên có thể là duy trì cái kiểu lẻ loi một thuốc là vì thế. Hoặc là gì một số trường hợp uống methotrexate không ổn. Có cô chuyển sang sulfasalazine chẳng hạn. Thì đơn nó sẽ là sulfasalazine cộng với hydroxychloroquine. Chứ thường đầu tay vẫn là methotrexate và chloroquine trước. Chuyển giúp cô đến tóm tắt bệnh án. Tại vì cái phần bệnh án y học cổ truyền ấy các bạn làm ở bệnh nhân mà chỉ có một bệnh lý. Đúng không? Duy nhất viêm khớp dạng thấp. Sao lại thể lâm sàng y học cổ truyền này, hết sức điển hình. Thế chẳng có vấn đề gì cả mà nó lại lệch ra ngoài cả. Đây nó có một cái phần tóm tắt bệnh án đấy. Tóm tắt này có phong thức nhiệt tý, đúng không? Phong thức nhiệt tý thì là rất điển hình rồi. Và các cái triệu chứng mà em trình bày ở trong này thì chả có triệu chứng nào lệch ra ngoài cả. Đúng không? Tiếp đến chẩn đoán. Vì sao em sử dụng mệnh danh là lịch tiết phong ấy? Có dùng là bệnh danh nào khác không anh? Ừ, Phương Anh trả lời là nhiều khớp sưng đau đúng không ạ? Nên dùng bệnh danh lịch tiết phong. Thực ra bệnh danh y học cổ truyền thì lịch tiết phong mình sử dụng được. Lịch tiết phong thì thường nó có thể xuất hiện trong viêm khớp dạng thấp hoặc là gút. Thì trong các cái sách của mình thì thường các thầy hay lấy bệnh danh của lịch tiết phong cho cái các cái viêm khớp cấp do gút thôi. Đúng rồi, thống phong. Đúng không ạ? Thế còn trong viêm khớp dạng thấp ý, thì thường là tổn thương nó khá là nhiều khớp từ trên xuống dưới, từ vai kiểu xuống. Nên là thực ra em có thể để chung một cái bệnh danh mà nó rộng hơn một tí cũng được, đó là chứng tý. Và thể là thể phong thấp nhiệt tý. Vì trong sách của mình thì thường là hay mô tả lịch tiết phong hoặc là bạch hổ lịch tiết trong bệnh cảnh của thống phong nhiều hơn là trong cái viêm khớp dạng thấp. Bệnh nhân nữ tuổi đã cao vậy ngoại bất cố, bệnh nhân 56 tuổi làm gì mà tuổi cao ấy. Đúng không ạ? Nên nhiều khi cái nữ tuổi cao này mình cũng sẽ phải lựa lựa một tí bệnh nhân mình bao nhiêu tuổi mình mới ghi. Chứ còn ghi nữ tuổi đã cao thì hơi trẻ. Biện chứng luận trị nhưng phải biện luận luận trị em ạ. Ừ, vì triệu chứng phần đông y của các bạn nó hết sức điển hình. Đúng không? Nó điển hình như thể lâm sàng trong sách luôn. Thế chỉ có là thấy nó bị trùng mấy cái chỗ các bạn cứ copy paste thấy cứ khớp cổ chân hai bên, khớp vai hai bên đang hạn chế vận động xong lại bệnh nhân đứng đằng sau thì nó cứ bị trùng. Làm cho cái phần biện chứng luận trị rất là dài, kỳ thực là chỉ có dài bằng một nửa như thế thôi. Ừ, đến bài thuốc đi. Các bạn, tôi sẽ để chẩn đoán là chứng tý, chứng tý thể phong thấp nhiệt tý. Chẩn đoán mắt cương của tôi là biểu thực nhiệt. Em có tách hẳn dạng được chẩn đoán bệnh danh này, chẩn đoán thể bệnh này, chẩn đoán nguyên nhân và chẩn đoán mắt cương.
bệnh bài nào mà em tóm tắt vào các hội chứng bệnh của tạng phủ thì em có thể thêm chẩn đoán tạng phủ, bài nào mà đau theo kinh lạc thì em có chẩn đoán kinh lạc, bài nào mà hội chứng bệnh của khí huyết thì em có thêm chẩn đoán khí huyết. Chuyển giúp cô sang cái slide bài thuốc. Bạn khu form thanh nhiệt trừ thấp chỉ thống, chỉ thống ở đây chính là bằng thông kinh hoàn lạc. Quý chi từ giờ chi mẫu thang được ạ. Trên lâm sàng nếu mà tôi đón bệnh nhân thì cái ngày mà Meron 40 mg ấy, thường nếu trường hợp trên lâm sàng bệnh nhân có sốt đúng không, là bệnh nhân có 37 độ 4 là bệnh nhân có thấy người nóng này, các khớp nóng nhiều thì em dùng bạch hổ quý chi thang, bạch hổ thang cũng được, bạch hổ thang. Còn giai đoạn này bệnh nhân đã đỡ nóng rồi em sử dụng quý chi từ giờ chi mẫu thang cũng được. Cơ giảm cái gì ấy? Đây các bạn ghi quý chi từ giờ chi mẫu thang ra giảm đúng không ạ? Em ra cái gì giảm cái gì? Ở đây bạn Hoàng Minh hỏi đúng không ạ? Phong thức nhiệt các bạn nhận định tà khí nào làm chủ quân dược, bài này là dược gì? Các bạn nên có một cái lưu ý khi em làm bệnh án ý, bệnh án mà thi phần bệnh học hoặc các bệnh án mà em đã làm cả phần bài thuốc ý, thì có một cái là các bạn phân tích bài thuốc. Các bạn, tôi có một cái pháp điều trị như thế kia, tôi có từng này vị như thế này thì em phân tích xem cái vị này có vai trò gì, tác dụng gì trong bài thuốc. Thì nhìn vào đấy xong là biết được ngay là cái pháp điều trị của tôi đã đủ chưa, có cần bổ sung cái gì không? Nếu bệnh nhân đau nhiều em có thể bổ sung những hormone dược được không? Được em ạ. Đối với trường hợp mà bệnh nhân đau rất là lâu, đúng không? Các cái chứng đau mà kéo dài, đau đặc biệt đau tê bì kéo dài thì có thể sử dụng những hormone dược được. Tuy nhiên mỗi hormone dược thì một là cái vị thuốc nó cũng sẽ tương đối là đắng đắng, nhặng nhặng, khó uống. Nên thường là mình cũng sẽ cho liều thấp thấp thôi. Thứ hai là nó liên quan đến cái hoạt huyết mạnh. Thì mình sẽ cho từ từ đã. Với những bệnh nhân mà trên lâm sàng mà cái xuất huyết dưới da nhiều rõ, thường là các cô sẽ cho nhẹ nhàng một chút xíu, em cho khoảng 3 gram chẳng hạn. Cho em theo dõi. Nào, bạn Hoàng Minh đúng không ạ? Có hỏi câu hỏi mời nhóm làm bệnh án giải thích ạ. Em phân tích bài thuốc, em nhận định tà khí nào làm chủ quân dược là vị nào? Các bạn làm bệnh án đâu rồi ạ?
trong lúc đợi các bạn làm bệnh án, đúng không ạ? Trả lời về cái phần câu hỏi của bạn Hoàng Minh. Đây các bạn có đề ra một cái nữa là về châm cứu. À, cái này cô chỉnh một tí nhé, vì liên quan đến lúc nãy có cái các cái thuốc điều trị Tây y, và đây là các cái vị thuốc ở trong phần bệnh bệnh án Đông y. Thì em đã đánh một là pháp, hai là phương, ba là châm ấy. Xong các vị thuốc cũng đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giống hệt như thế và cũng chẳng lùi vào đầu dòng. Thì cái việc mà theo dõi trông nó rất là khó và nó bị lẫn giữa các cái đề mục. Thì nếu trường hợp bạn vẫn muốn đánh số các cái vị thuốc thì em đẩy tab cho nó vào trong. Đúng không ạ? Nó khác biệt so với cái đánh số pháp phương của em ở trên kia. Đánh cái tab ở trên cái góc trái của bàn phím thì nó sẽ nhanh hơn em ạ. Bạn trong lúc chờ các bạn trả lời đúng không ạ? Ta có một cái là về phần châm. Thực ra bệnh nhân này được tiến triển viêm khớp dạng thấp nên em bỏ chữ cứu đi. Em chỉ ghi châm thôi, hoặc em ghi điện châm đúng không ạ? Thời gian bao nhiêu lâu, mấy lần một ngày vân vân. À, huyệt tại chỗ là châm tả ai thị huyệt, huyệt tán thân hợp cốc phong môn đại trùy thúc tâm lý huyết hải. Bệnh nhân này đau cả khớp gối đúng không em? Khớp gối bệnh nhân có tràn dịch không nhỉ? Nếu khớp gối có tràn dịch ở trên bệnh nhân như thế này thì mình có châm vào khớp gối không? Ừ, cái này thì lưu ý một tí này đối với các cái trường hợp mà viêm khớp dạng thấp ấy, thì bệnh nhân có sử dụng corticoid đã, chưa kể là tôi còn đang đánh giá xem cô có suy tượng thận do corticoid vì bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc bên ngoài hay không đã, thế nên là cái việc mà sử dụng corticoid làm cho bệnh nhân em hình dung giống như ức chế miễn dịch do thuốc, thế nên là cái nguy cơ nhiễm khuẩn các cái vị trí châm của mình nó sẽ nhiều hơn. Thế mình sẽ chú ý cái khâu mà tôi sát khuẩn tay này, sử dụng kim lúc nào châm mới lấy từ vỉ ra đúng không, và sát khuẩn vị trí định châm cộng với việc là rút kim sát khuẩn lại cái vị trí vừa châm thật tốt để giảm cái nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ cho bệnh nhân. Và chính vì nó tăng nguy cơ nhiễm trùng như thế, các cái vị trí châm mà vào ổ khớp, ví dụ như em châm độc tị tất nhãn chẳng hạn các bạn, thì nó sẽ là cái mà làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn dịch khớp. Tôi đang có một cái tràn dịch khớp gối trên nền viêm khớp dạng thấp được tiến triển chẳng hạn, nhưng tôi lại châm vào vị trí đó mà tôi không đảm bảo khâu vô khuẩn bệnh nhân, thì có thể vô hình chung tôi đưa vi khuẩn từ bên ngoài vào trong tận ổ khớp gây nhiễm khuẩn ổ khớp. Thì khi đấy từ cái dịch viêm đúng không ạ, do cái khớp dạng thấp nó chuyển thành cái dịch mủ do nhiễm khuẩn, thì hôm ấy tôi sẽ phải để ý là tôi cân nhắc cái huyệt nào thì châm. Hèn ghi a thị huyệt thực ra là một phần, ngoài ra có thể châm các cái huyệt lân cận cái khớp đau. Nên ví dụ a thị huyệt bệnh nhân ấn vào độc tị tất nhãn bệnh nhân đau chẳng hạn, nhưng vì dịch khớp đang sưng vù lên nhiều dịch thì em châm các huyệt lân cận như là lương khâu huyết hải, âm lăng tuyển, dương lăng tuyển thì vẫn có tác dụng giảm đau tại chỗ mà lại không ảnh hưởng đến cái dịch khớp của bệnh nhân. À, đây các bạn có ý kiến này. À, Thủy trả lời quân là chi mẫu ạ. Hoàng Minh đã hỏi trong bài có mao hoàng thang chị phải phong hàn biểu thực mà chủ yếu là tán hàn, vậy có hàn không, hàn ở đâu? Đây có Yến phân tích bài thuốc đúng không ạ? Chi mẫu thanh nhiệt để phòng phong bạch trật, khu phong trừ thấp này. Quý chi mao hoàng thông kinh lạc, ôn thông kinh lạc đúng không ạ? Kim ngân hoa liên kiều thanh nhiệt giải độc cam hoàn cam thảo điều hòa vị thuốc. À, thế nhóm nghiên cứu xem, à, nhóm làm bệnh án xem là ví dụ mao hoàng thang em dùng trong cái này đúng không ạ, thì các cái vị của mao hoàng thang trong bài quý chi thực chi mẫu thang thì vai trò gì? Bạn nên trên lâm sàng, vì thực ra cái này nó có một cái là em khám ở cái thời điểm mà bệnh nhân sau 7 ngày. Và thời điểm sau 7 ngày các cái triệu chứng ban đầu ấy, nhiều khi là nó sẽ không còn rõ rệt nữa. Mình sẽ xem là
cái tình trạng mà phong thấp nhiệt tý của bệnh nhân là hoàn toàn thuần túy chỉ phong thấp nhiệt tý hay là phong hàn thấp ốt lại lâu ngày trong cơ thể hóa nhiệt? Nhóm nam bệnh án cho cô hỏi bệnh nhân này khởi điểm mà khởi phát đau lại của đợt này nó xuất hiện trong hoàn cảnh như thế nào ấy? Với cơ sở thấp thì thường bệnh nhân sẽ vào vì đợt tiến triển đúng không ạ? Và trong đợt tiến triển điều gì cũng có yếu tố nhiệt tí. Các bạn có nhiệt tà xâm phạm, nhưng nhiệt tà đấy là nhiệt tà thực sự thực nhiệt hay là do phong hàn thấp ốt lại hóa nhiệt? Thì bây tôi sẽ căn cứ lại vào gì, vào hoàn cảnh xuất hiện bệnh và tính chất của triệu chứng. Nhóm của Yến Trang với Ngân có khai thác được hoàn cảnh xuất hiện không em? Thế mình sẽ lưu ý lúc khai thác bệnh, tại vì thực ra trên lâm sàng ấy mình hình dung rất đơn giản là đợt tiến triển cũng dạng thấp đúng không ạ? Bệnh nhân vào bao giờ cũng sưng nóng đỏ đau các khớp, yếu tố nhiệt chắc chắn nó có nhiệt. Nhưng mà nó có một cái trên lâm sàng cô đã gặp nhiều bệnh nhân là gì? Ngoài cứ đau khi nào gió mùa đông bắc về. Đúng không ạ? Nhà thì quay hướng bắc, cứ khi nào gió mùa đông bắc về thì các triệu chứng nó đau nó xuất hiện lại. Bệnh nhân vẫn có nóng khớp nhưng mà người vẫn sợ lạnh và trời lạnh vẫn cứ đau tăng. Và thế tôi xác định là xem nó là phong thấp nhiệt là thực nhiệt hay là các cái trường hợp mà vẫn có đau nhưng mà có cái đợt này là bệnh cứ âm ỉ kéo dài nhiều rồi bây giờ mới lại thấy các cái khớp nó nóng các bạn, nó hơi sưng, nó hơi nóng, thậm chí là nó chẳng đỏ cơ, nó chỉ nóng thôi. Và tôi xem là nếu phong hàn thấp ốt lại hóa nhiệt thì thường cái bài quý chi từ giờ chi mẫu thang nó rất là hợp lý. Và phong hàn thấp ốt lại lâu ngày hóa nhiệt tôi sử dụng cái bài này. Nhưng nếu trường hợp mà chỉ có phong thấp nhiệt mà hoàn toàn là thực chứng các bạn, thực nhiệt và nhiệt tà thực sự làm cho bệnh nhân thậm chí là sốt sốt nóng rõ chẳng hạn, thì đôi khi chúng ta sẽ cân nhắc là sử dụng các cái bài mà nó thêm các cái vị lương huyết thanh nhiệt, mục đích là gì, điều trị các cái trường huyết nhiệt gây các cái triệu chứng của viêm khớp dạng thấp đợt tiến triển. Thì nếu trường hợp mà em vẫn muốn sử dụng cái bài quý chi từ giờ chi mẫu thang thì có thể là gì, quý chi tôi có thể giữ lại tác dụng là thông kinh lạc đúng không ạ, nhưng cái mao hoàng tôi có thể tôi cân nhắc tôi bỏ đi, tôi thêm các cái vị dưỡng âm xin lỗi, thanh nhiệt lương huyết, ví dụ như là em thêm sinh địa, em thêm địa cốt bì chẳng hạn, mục đích là hợp thêm huyền sâm, mục đích là nó giảm, nó thanh nhiệt và nó giảm các cái triệu chứng mà do nhiệt tà gây ra nữa, kết hợp với kim ngân hoa và liên kiều thì nó sẽ giảm các cái triệu chứng của đợt tiến triển nó nhanh hơn. Nhưng tất nhiên là đây là một bài thuốc mà em kết hợp điều trị trên cùng cái nền điều trị cơ bản của bệnh nhân các bạn, thì nó sẽ giúp được giải quyết cái tình trạng mà khớp nó nóng nó viêm. Thêm nữa là vì cái bản chất tình trạng là do cái phản ứng miễn dịch của cơ thể nên thực ra có một cái vị mà trên lâm sàng mình dùng được các trường hợp viêm khớp dạng thấp, đó là thổ phục linh. Và bệnh nhân mà không có bệnh lý gì về dạ dày tá tràng thì cái thổ phục linh em có thể sử dụng 16, 20 hoặc thậm chí là 24, 30 g. Các bạn nó vừa nó là cái nhóm mà khu phong chứa thấp nhưng mà nó có tác dụng giống như kiểu corticoid, nó sẽ giảm viêm bệnh nhân nhanh. Tuy nhiên là nếu bệnh nhân nào mà có bệnh lý dạ dày tá tràng hoặc trào ngược ấy, thì uống với cái liều mà trên 20 g thường bệnh nhân sẽ cảm thấy cồn cảm. Nó cũng rất là nhạy giống như kiểu em uống Meron ấy. Thế là nếu mà tôi uống như thế, tôi để ý thêm cái dạ dày của bệnh nhân nữa, tôi xem tôi cân nhắc cho liệu thổ phục linh bao nhiêu.
Chị nói tiếp đi để em kê. Và bạn bạn Minh bạn ấy thắc mắc đúng đấy đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng triệu chứng thấy chỉ có tóm tắt bệnh án là chỉ có phong thất nhiệt, nhưng thấy có đầy đủ cả quế chi, mao hoàng thì nó sẽ liên quan đến cái việc là cái phần da giảm của em ấy. Bạn Minh đúng không ạ? K3, Minh có góp ý gì về bài thuốc của các bạn không em? Đây là trong đợt tiến triển đúng không ạ? Đợt tiến triển tôi sẽ xác định xem là ví dụ bệnh nhân vào ngày mùng 2 cái hôm mà nóng nhiều có thể em sử dụng một cái bài thanh nhiệt mạnh hơn. Còn nếu trường hợp mà em bệnh nhân cái triệu chứng nóng đúng không ạ? Nó không nhiều lắm, triệu chứng của nhiệt không rõ lắm mà liên quan đến phong hóa thấp có lại hóa nhiệt thì quế chi thực dược chi máu thang sẽ là cái bài đầu tay mà tôi sử dụng. Thế bây giờ có một cái nữa là nếu trường hợp bệnh nhân ra khỏi cái đợt tiến triển này rồi đúng không ạ? Em điều trị bệnh nhân hết đợt tiến triển nó lại quay về cái việc về cơ sở thấp một giai đoạn điều trị duy trì. Thì các bạn hay dùng bài gì? Bạn nào hay có kinh nghiệm điều trị các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp không ạ? Muốn chia sẻ với lớp không em? Đã, về đây là có ở lớp đúng không ạ? Ngoài các bạn mà mới ra trường đi học chứng chỉ hành nghề còn có các anh chị lớn đã đi làm rồi đúng không ạ? Mọi người có chia sẻ kinh nghiệm nào trong cái quá trình điều trị bệnh nhân viêm khớp dạng thấp của mình không? Nếu bệnh nhân vào viện với bọn em mà trong cái lúc mà điều trị duy trì thôi, có nghĩa bệnh nhân vào vì lý do khác,
Ví dụ tôi có bệnh nhân về cơ sạm thấp nhưng lại kèm với đái tháo đường chẳng